phong ân thái và lệnh hồ thu nhìn nhau không nói gì chúng ta vì ngươi báo thù nói đùa cái gì vậy chăn ninh ta có bản lĩnh đó hay sao mí mắt tần dung lại giật mạnh một cái càng ý thức được ẩn ý giết người trong lời nói của ngưu hữu đạo cảm giác ngưu hữu đạo đã thăm dò mạch môn của côn lâm thụ lo lắng cho con đường của ngưu hữu đạo nhưng mà lo lắng cái gì thì xuất hiện cái đó quả nhiên côn lâm thụ cũng hét lớn theo đây là ân oán cá nhân giữa ta với ngưu hữu đạo không liên quan đến thiên hỏa giáo sinh tử do mệnh thành bại tại thiên. Thách đấu làm sao lại thành quyết đấu sinh tử. Hỏa Phượng Hoàng cũng đột nhiên giật mình nhận ra gì đó, đột nhiên hét sư huynh. Côn lâm thụ chờ đợi đã lâu, sớm đã khao khát đánh một trận, đã không nghe lọt lời khuyên, hai tay run lên, ngọn lửa khắp người lần nữa bốc cháy, mưa phù từ trên trời rơi xuống vừa tiếp cận liền hóa thành xương, quát nhặt vũ khí của ngươi lên, để tránh cho nói ta thắng không vẻ vang. Nghiêu hiểu đạo vẻ mặt mỉa mai, dựa vào ngươi, đối phó với loại người tự cho là đúng không biết nhục như ngươi không cần dùng đến vũ khí côn lâm thụ giận dữ cũng không khách khí nữa vung tay một con hỏa long đánh về phía nghiêu hữu đạo thân ảnh nghiêu hữu đạo vù một tiếng bắn lên trên không tránh thoát sự đuổi giết của hỏa long ở dưới chân thân hình thẳng tắp phóng thẳng tận trời nháy mắt đã đến độ cao vài chục trượng trên không trung hỏa long lượn vòng côn lâm thụ trong ngọn lửa cũng phóng lên trời giống như hỏa cầu lưu tinh đuổi theo nghiêu hữu đạo trên không trung nghiêu hữu đạo trên không thế đã kiệt thân hình lộn mèo đầu dưới chân trên giang hai cánh tay cân bằng xông về phía côn lâm thụ xông ngược lên hai cánh tay côn lâm thụ xông lên trời vung liên tục trên người từng con hỏa long bắn ra giống như một con nhện to mọc ra từng cái chân dài từng con hỏa long đánh tung về phía như hữu đạo cảnh tráng lệ hung vĩ không ít người thầm thán phục thiên hỏa giáo này quả nhiên là không tầm thường lệnh hồ thu và phong ân thái thầm lo lắng thay cho nghiêu hữu đạo côn lâm thụ nói là không dùng vũ khí trên người lại toàn là vũ khí, bây giờ Ngưu Hữu Đạo dường như đã không thể tránh khỏi. Không ít người cảm thấy quyết sách đối chiến của Ngưu Hữu Đạo là sai lầm, không nên lên không trung, nơi có thể di chuyển để tránh né trên không trung trái lại càng ít. Toàn bộ người trong đình đã lách mình ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trận giao chiến trên không trung. Một con hỏa long gầm trước mặt, Ngưu Hữu Đạo không tránh không né, một trường hứng lấy, đập lên trên con hỏa long, chỉ trong nháy mắt này, toàn thân quá tải, ngọn lửa lập tức bao lại người hắn từ đầu tới chân đám người ngẩng đầu quan sát ở bên dưới âm thầm kêu hỏng bét thay như hữu đạo. Nhưng mà sự lo lắng của mọi người là dư thừa, càn khôn quyết vốn là âm dương hòa hợp chi thuật, như hữu đạo vốn không sợ lửa, bằng không sao dám ẩm ý quyết một trận tử chiến. Điều thật này sinh sự uy hiếp đối với như hữu đạo không phải là ngọn lửa, mà là đạo lực công kích của côn lâm thụ kèm theo trên ngọn lửa. Cho nên cũng không xuất hiện tình trạng ngọn lửa đốt người, hỏa long đâm vào bàn tay của Nhiêu Hữu Đạo, lập tức luôn lên trên người hắn, dẫn xuống dưới chân, giống như pháo hoa bắn ra bốn phía tản đi, giống như dưới chân hắn nở ra những đóa hoa lửa, sau đó tan biến ở nơi thăm thẳm. Từng con từng con hỏa long đánh chúng Ngưu Hữu Đạo, từng ngọn lửa nở rộ ở trên không, một màn huyễn lệ này tô điểm cho bầu trời u ám thêm hoa lệ rực rỡ. Côn Lâm thụ giật nảy mình, ngọn lửa vốn chịu sự khống chế của hắn ta, nhưng lại phát hiện ngọn lửa sau khi công kích Ngưu Hữu Đạo, pháp lực bám trên ngọn lửa lập tức tan vỡ, ngọn lửa liền không chịu sự khống chế của hắn ta nữa. Hỏa Phượng Hoàng quan sát trận chiến sắc mặt biến đổi, Tần Dung trầm giọng nói, không ổn, Thiên Hỏa Huyền Công của Thiên Hỏa giáo không có ảnh hưởng đối với kẻ này. Nháy mắt biến hóa quá nhanh, tốc độ giao thủ của hai bên cũng nhanh, đợi đến khi mọi người phản ứng kịp, hai bên giao chiến trên không trung, hai người một trên một dưới đã đánh chính diện vào nhau. Như Hữu Đạp đã vọt vào trong quả cầu lửa bọc lấy Côn Lâm Thụ, Càn Khôn Trướng đã một trường đánh tung. Côn Lâm Thụ không tránh kịp, bị Như Hữu Đạo tiếp cận người, trong lúc vội vã đã không còn nhiều lựa chọn, dùng hết tu vi toàn thân, cũng toàn lực đánh ra một trường, hai bên trường đối trường liều mạng. ầm um, một tiếng vang dội trên không trung, ngọn lửa trên người côn lâm thụ như gợn sóng tản ra khách tán giữa không trung, như từng vòng kim cang lửa đánh ra. Của cầu lửa đầu tiên là đánh vang ra như vòng kim cang, sau vòng kim cang lại tan vỡ thành những hình tròn bên lề, hóa thành từng vòng tròn bên lề rồi tiêu tan, hình ảnh này lộng lẫy rực rỡ. Trước mắt lúc đối trường, côn lâm thụ đã thấy không ổn, cảm giác quỷ dị sau một trường trước đó đánh trúng Nghiêu Hữu Đạo lại xuất hiện, giống như trường lực của y đánh vào người Nghiêu Hữu Đạo không hề có lực, không khác gì đánh vào không khí. Cảm giác vô cùng hoang đường, rõ ràng là đánh trúng, rõ ràng đứng ngay trước mặt mình, mà lực truyền về tay mình lại là vừa lạnh vừa nóng đan sen, hình thành thế thiêu đốt. Y lập tức thi pháp hóa giải, luồng lực nóng bỏng kia không khiến y sợ, cấp tốc bị thiên hỏa huyền công của y hòa tan. Khi y dùng thiên hỏa huyền công áp chế luồng lực rét lạnh còn lại, May là âm dương tương khắc, tụ tập nhiệt năng hóa giải luồng lực lạnh cam cam kia không phải khó khăn. Nhưng giao chiến mau chóng trong nháy mắt, đâu ra thời gian cho y từ từ hỏa giải. Một trên một dưới lướt qua nhau, như hữu đạo sao có thể chỉ đánh một trường, một trường khác đã nối tiếp ngay sau. Côn lâm thụ giận giữ vung một cánh tay khác đón đỡ, nhưng lại một trường nữa của nghiêu hữu đạo lách qua chọc tới tới. Côn lâm thụ chúng một chiêu càn khôn trưởng vẫn còn chưa hóa giải xong, động tác cứng ngắc, tốc độ phản ứng không thể theo kịp, nào còn có thể chặn được ba trường liên tiếp của Ngưu Hữu Đạo. Ầm, um, một trường của Ngưu Hữu Đạo xuyên qua giữa hai tay đang vung vẩy của y, khảm vào ngực y. Côn Lâm Thụ trợn mắt, quai hàm bạnh ra, toàn thân chấn động mạnh, bay ra sau. Ầm, um, song phương đan sen rồi tách ra trong trước mắt, Ngưu Hữu Đạo bay trên không bù thêm một cước, đạp vào lưng Côn Lâm Thụ. Sư huynh, còn chưa thấy cước kích sau cùng, Côn Lâm Thụ vừa trúng một trường vào ngực, hỏa phượng hoàng bên dưới đã thốt lên bi thương ngược chịu một trường tập trung đủ pháp lực đã khó chịu nổi, sau lưng lại thêm một đòn nghiêm trọng, pháp lực hộ thể trên người côn lâm thụ đã bị phá tan, dường như còn có tiếng xương cốt răng rắc gãy. Bị lực đạo khổng lồ sộc tới, tinh lực của y đã không thể khống chế mà phát tiết ra. chương 454, Thảm bại 2, Phụt, côn lâm thụ giữa trời phun mạnh một ngụm máu, văng ra xa. Quá trình hai bên lướt qua nhau giao chiến xảy ra rất nhanh, cầu lửa bị đánh tán ra thành vòng tròn vàng kim còn chưa tán hết. Côn lâm thụ bị đánh văng đi lập tức rơi vào tàn dư của ngọn lửa tán loạn, quần áo bắt lửa bốc cháy. Bị ngọn lửa của chính mình đốt ngược lại, có mùi vị chơi lửa bị lửa đốt. Trước đó, khi đôi bên hẹn nhau chiến một trận đã nói rõ sống chết có số, là do tự lựa chọn. Về lý mà nói, người khác không tiện nhúng tay, nhưng hỏa phượng hoàng phía dưới đã không thể nào ngồi yên, không thể nào trơ mắt nhìn côn lâm thụ chết, người đã lao lên không chung, xông về phía côn lâm thụ, gấp gáp cướp tới từ trong ngọn lửa khuếch tán như sóng chiều lao xuống như hữu đạo dương hai tay chuyển hướng lướt về phía nóc đình lăng không bay lên hắn dậm chân lên nóc nhà đảo mắt một cái lại xông ra ngoài tiếp tục nhào tới côn lâm thụ ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía mục tiêu gương mặt đầy sát khí vẻ hung ác không cần nghi ngờ mọi người còn chưa khôi phục tinh thần sau cơn khiếp sợ đã thấy nghiêu hữu đạo không chịu dừng tay mà lại xuất kích đều nhận ra điều gì rõ ràng đã đánh trọng thương côn lâm thụ còn muốn đánh tiếp Nghiêu Hữu Đạo muốn hạ sát thủ. Gương mặt lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái giật giật, điên rồi sao? Hôm nay hai người mới biết tính tình tiểu lão đệ này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là phải làm đến cùng. Hai người giờ mới rõ vì sao Nghiêu Hữu Đạo muốn ba phái bảo đảm, đó là bị Côn Lâm Thụ chọc giận, không nhịn được muốn giết người rồi. Thân thể bắt lửa cháy sáng rực, Côn Lâm Thụ vặn vẹo rơi từ trên trời xuống. Hỏa Phượng Hoàng bay tới ôm tay y, ngọn lửa trên người y chớp mắt bắt sang quần áo của Hỏa Phượng Hoàng phía sau lại có động tính, hỏa phượng hoàng quay đầu nhìn lại, thấy nghiêu hữu đạo đang đánh tới lần nữa. Trên người nàng ta tuôn ra lửa, ngọn lửa hóa thành chim lớn, vung mạnh hai cánh, cấp tốc lao sang bên tránh né truy sát. Nghiêu hữu đạo giang rộng hai tay, khí thủ thành cánh lan tỏa, tựa gió bay lượt. Thân thể hắn đảo một cái, mau chóng đuổi theo chim lửa. Đúng lúc này, hàn quang vèo vèo bắn tới. Từng lớp lưỡi đao gió như những mảng vải giáp được sâu chuỗi lại bằng những sợi chỉ vô hình, bện thành một đại trận xoay tròn, lại như một tấm khiên xoay tròn được dựng đứng trong không trung, chia tách Nghiêu Hữu Đạo đang truy sát và Hỏa Phượng Hoàng bỏ chạy. Nghiêu Hữu Đạo cấp tốc nghiêng người bay vòng qua, tránh khỏi. Không rõ tình huống, không dám liều, Hỏa Phượng Hoàng đã ôm Côn Lâm Thụ hạ xuống đất, họ đáp xuống ngoài đình. Hồ Thiên Hàn kéo áo choàng đen xuống, hai tay vỗ đùng một tiếng hợp trước người. Đại trận vải giáp trên không tăng cường xoay tròn, được hút trở về như kéo chuỗi. Y phục trên người hắn ta rõ ràng được chế tạo đặc biệt vải bay trở về, vèo vèo đính lên người hắn ta. Đến mảnh vải giáp cuối cùng, trên người Hồ Thiên Hàn như đang mặc một bộ giáp vải. Đây chính là vũ khí của huyền binh tông, sở dĩ hắn ta ra tay cấp cứu là vì hắn ta là người bảo đảm. Nếu thật sự côn lâm thụ chết trong khi hắn ta đang bảo đảm, trở về sẽ thành lúng túng. Mà tình huống đã rõ, ngay cả côn lâm thụ cũng không phải đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, hỏa phượng hoàng lại càng không kham nổi, cho nên hắn ta mới phải khẩn cấp ra tay. Đương nhiên, như hữu đạo không hẳn có thể đuổi theo hỏa phượng hoàng nhưng hỏa phượng hoàng ôm một người khẳng định không nhanh côn lâm Thủ có vẻ cần cấp cứu để ngưu hữu đạo tiếp tục đuổi giết thật sự không thích với tu vi của ngưu hữu đạo dùng pháp lực kết thành cánh khí không thể nào lơ lửng trên không mãi vẫn phải hạ mình đáp xuống bộc một tiếng đạp đất tần rong lao tới trận giữa hỏa phượng hoàng và ngưu hữu đạo hồ thiên hàn đã ra tay rồi gã cũng phải tỏ vẻ một chút ngưu hữu đạo trầm giọng nói có ý gì Chẳng lẽ lời hứa hẹn của người bảo đảm ba phái các ngươi không đáng tiền, muốn hiệp đồng đối phó với ta sao?" Gương mặt hắn ngập sát khí, nào còn dáng vẻ yếu ớt lúc trước. Hắn cũng biết, nếu ba phái muốn hợp tác đối phó với hắn, lúc này tỏ vẻ đáng thương đã không còn ý nghĩa gì, cho nên thẳng thắn tháo xuống lớp ngụy trang. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân thái chạy tới, đứng hai bên kéo tay Nghiêu Hữu Đạo, liền miệng khuyên: "Lão đệ, quên đi, quên đi." Tần rong lắc đầu nói, "Nghiêu huynh đệ, chúng ta đương nhiên không nuốt lời." chỉ là muốn khuyên một câu nên khoan dung độ lượng đuổi tận giết việt không có lợi cho ngươi dứt lời gã nghiêng người tránh ra tay chỉ côn lâm thụ đã hôn mê trong ngực hỏa phượng hoàng đang quỳ dưới đất tỉ thí đã kết thúc y đã bị ngươi đánh trọng thương không còn sức tác chiến đã thua trận chiến này kết thúc đi lệnh hồ thu thầm thổn thức nhớ lúc trước tần giao quát bảo nghiêu hữu đạo cút nói cái gì như huynh đệ tên này không hay không biết đã trở nên thực tế như thế thực lực bản thân mới là căn bản để người khác phải tôn kính. Lúc này côn lâm thụ đã bị cháy gần sạch tóc trên đầu, lông mày cũng không còn, nửa gương mặt dường như còn bị đốt cháy đen. Mí mắt y như bị lửa đốt bỏng, chỉ có thể khép hờ, đã bị hủy dung. Y phục trên người y cũng bị đốt cháy khét quá nửa, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Miệng mũi y vẫn không ngừng có máu tuôn ra, con mắt chỉ có thể khép hờ của y nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo, ngực chập trùng gấp gáp, hơi thở to mà đứt quáng, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở thân thể chúng càn khôn trưởng không ngừng run rẩy y thua rồi thua không đánh nữa người thắng mắt ngập nước hỏa phượng hoàng liên tục hô chịu thua thay côn lâm thụ thương thế của côn lâm thụ rất nặng còn hao tổn nữa có thể mất mạng bất cứ lúc nào cần được cấp cứu nào còn có thể đánh với nghiêu hữu đạo nữa nàng ta gấp gáp nhận thua đệ tử hai phái đứng ngoài xem đều thầm than một nam nhi ngọc thụ lâm phong chỉ đảo mắt đã thành người than quả thực đúng với câu chơi lửa có ngày tự đốt mình nếu không như vậy cùng lắm bị thương nặng không đến nỗi bị hủy dung sát khí trên mặt nghiêu hữu đạo chưa tiêu thực sự côn lâm thụ khinh người quá đáng nhất định dồn hắn vào chỗ chết hắn cũng không định buông tha đối phương cho nên đã hạ sát thủ nhưng nhìn tình huống hiện nay hắn cũng biết không thể ra tay nữa chỉ đành dừng tay chẳng qua là hắn gườm gườm nhìn côn lâm thụ đang kéo dài hơi tàn cười lạnh nói nói cái gì sinh tử do mệnh đúng là trò cười mệnh ngươi tốt hơn mệnh ta nhiều lắm nếu đổi lại là ta thua e rằng chết cũng không có chỗ chôn sẽ không có ai ra tay ngăn cản ngươi giết ta hiện giờ ngươi đã rõ vì sao ta phải nhường nhịn ngươi chưa hiện giờ ngươi phải hiểu không phải là ngươi ghê gớm bao nhiêu mà là ngươi dựa hơi thiên hỏa giáo mà thôi nên khoan dung độ lượng nói hay lắm tần huynh nói câu này ta trả lại cho ngươi nhớ kỹ cái mạng của ngươi là ta cho côn lâm thụ rõ ràng có chút kích động thân thể kịch liệt co giật sư huynh Hỏa phượng hoàng cất tiếng đau buồn, nước mắt rơi như mưa. Ngưu Hữu đạo nhìn về phía đại khâu môn và huyền binh tông, hỏi. Ta có thể đi chưa? Ai ra, nói nhảm gì vậy, đi thôi đi thôi. Hồ Thiên Hàn liên tục xua tay đuổi hắn đi. Hôm nay xảy ra việc này đã đau lòng lắm rồi. Sớm biết côn lâm thụ không đỡ nổi một đòn như thế, có quỷ hắn ta mới làm cái chức trách bảo đảm này. Sau đây chỉ sợ còn phải giải thích với sư môn một phen, xui xẻo có khi còn bị không công chửi bới một trận. Cáo từ, như hữu đạo ném lại một câu, hai tay vung lên, thoát khỏi lệnh hồ thu và phong ân thái, lấy lại kiếm trong tay lệnh hồ thu, xoay người bay qua đầu mọi người, nhanh chóng rời đi. Lệnh hồ thu và phong ân thái liên tục chắp tay thi lễ với người của ba phái, sau đó cũng cấp tốc đuổi theo. Người khác quan chiến còn đang thầm cảm thán, phát hiện thực lực của Ngưu hữu đạo sâu khó lường. Côn lâm thụ vừa đối mặt đã thua trong tay hắn, đối chiến với Ngưu hữu đạo lại không có một chút lực chống đỡ còn dám hùng hùng hổ hổ khiêu chiến, thật thảm bại, đúng là náo một trận lại thành chuyện cười. chương 455, lần này ngươi chơi lớn rồi. Hiện giờ mọi người liên tưởng tới lời đồn về cái chết của Trác Siêu, hôm nay xem ra, có lẽ Trác Siêu chết trong tay nhiều hữu đạo e không phải không có nguyên nhân. Nhìn cái gì, còn chưa cút, Hồ Thiên Hàn giống lên, đám người quan sát lập tức tan tác chim muông, dồn dập bay khỏi đây. Dưới bầu trời mưa phùn, mấy người hỏa phượng hoàng đưa côn lâm thụ vào trong đỉnh cấp cứu. Hồ Thiên Kính, ba bóng người gấp gáp bay trên mặt hồ lại nghĩ đến chuyện lúc trước lệnh hồ thu không nhịn được nói lão đệ thực lực của đệ thật bất phàm ta có từng nghe nói tới côn lâm thụ này là nhân vật kiệt xuất nhất đời này của thiên hỏa giáo kết quả vừa đối trận đã bại trong tay đệ lần này e rằng đệ không chỉ nổi tiếng rồi mà sợ là sẽ chân chính bị người của các môn phái lớn kia chú ý tới ta tình nguyện không nổi tiếng nghiêu hữu đạo tự diếu quay lại nhìn phong ân thái đại ca không phải đại ca đi rồi sao lệnh hồ thu cũng quay lại nhìn đúng ngươi chạy tới xem náo nhiệt làm gì phong ân thái than thở chuyện chiến mã dù sao ta cũng phải cho sư môn một câu trả lời có cơ hội bán đấu giá này làm sao ta có thể không tới xem xem lệnh hồ thu chẳng lẽ huynh không biết đồ bán đấu giá lần này khó nuốt sao phong ân thái có ai không biết mà biết thì sao đến nước tề kiếm chiến mã cho dù không tham gia bán đấu giá thì cũng có mấy ai được thuận lợi có ai không mạo hiểm có mấy người không cần đánh đánh giết giết có cơ hội dù sao cũng phải thử xem bằng không sao có nhiều người tới như vậy ta nói hai người có phải đã sớm biết trước chuyện bán đấu giá không sao trước đó không nói cho ta lệnh hồ thu không nói cho huynh cũng vì muốn tốt cho huynh không muốn huynh cuốn vào miễn cho huynh rơi vào tình thế khó xử đúng rồi lệnh hồ thu nhìn quanh một chút vì sao không thấy người khác thiên ngọc môn chỉ có mình huynh tham gia đấu giá sao phong ân thái đã đi trước lệnh hồ thu trở về chỉ mình huynh tới chỗ mua ngựa không thể nào phong ân thái ta muốn nói là họ đã mang theo đồ đấu giá đi rồi xong chuyện ta còn phải chạm trán với họ hy vọng lần này thuận lợi món đồ đấu giá lệnh hồ thu và nghiêu hữu đạo thay đổi sắc mặt song song đứng trên mặt hồ chờ mắt nhìn phong ân thái bay qua trước mặt đáp xuống mặt hồ phía trước phong ân thái quay lại nhìn lại đạp nước bay về hỏi có ý gì Ngưu Hữu Đạo trầm giọng hỏi, đại ca lấy được mớ văn điệp suốt cảnh kia. Phong Ân Thái vui vẻ nói, phần thứ nhất chính là chúng ta thắng được, nói đến lại phải cảm ơn lão đệ đã cố nhét cho chúng ta 10.000 đồng vàng kia, có thể nói đã bớt cho chúng ta không ít việc, quả thực không khác gì tặng không. Tiếp theo nên cân nhắc làm thế nào tránh né phiền phức. Đệ yên tâm, nếu có thể thuận lợi kiếm chiến mã về, công lao này không thiếu được đệ. Ta nhất định sẽ nói chuyện giúp đệ. Lệnh Hồ Thu và Ngưu Hữu Đạo Á khẩu không trả lời được, ngơ ngác nhìn hắn ta. Vẻ mặt của hai người giống như hận không thể đánh hắn ta một trận tơi bởi khói lửa. Phong Ân Thái ngờ vực hỏi, hai người làm gì nhìn ta như vậy? Như Hữu đạo cắn răng nghiến lợi nói, phần thứ nhất là do đại ca làm ra. Phong Ân Thái cười khổ, ta thực sự không định lấy phần thứ nhất vào tay, ai mà ngờ lão đệ đúng là thẳng thắn. Người của chúng ta giơ tay ra, đệ đã cố gắng nhét tiền cho chúng ta. Ban đầu ta còn nghi ngờ có phải là đệ nhìn thấu thân phận của chúng ta mới cố ý làm vậy giờ xem ra không phải. Cơ mặt lệnh hồ thu co giật, nói ta nói này lão Phong, huynh có biết thứ này phiền phức hay không mà còn dám chiếm lấy. Phong ân thái, chẳng phải do ta thấy không có ai hưởng ứng lão tam bán đấu giá sao. Ta biết rõ lão tam cần nhờ vào lần bán đấu giá này để thoát thân, sao có thể ngồi yên không quan tâm đến, tất nhiên giúp hắn áp chàng một phen. Phiền phức tất nhiên là có, nhưng ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ, lúc trước đã mò mẫm dưới hồ một phen, xác nhận bên dưới không có người mai phục. Hồ thiên kính này rộng lớn như vậy, ai biết chúng ta bò lên từ đâu, chỉ cần không bị ai nhìn vào thì không hẳn không có cơ hội. Nếu không có phần chắc chắn, ta lại dám chiếm lấy chắc. Nghiêu hữu đạo ngửa mặt lên trời thở dài ra một hơi, phòng ngày phòng đêm, cướp nhà khó phòng. Ta phục đại ca rồi, đùng, lệnh hồ thu cũng vỗ chán cái đột, xong rồi xong rồi, ta nói này lão phong, lần này huynh đùa lớn rồi. Phong ân thái nghi ngờ không thôi nói, các người phản ứng như vậy là cớ làm sao lệnh hồ thu buông tay khỏi chán, liên tục gõ mờ u bàn tay. Lão đại ơi là lão đại, ta phục huynh rồi, thiên ngọc môn cũng không biết có phải bị rút gân rồi không mà lại phái huynh đi mua chiến mã. Huynh không sợ đệ tử thiên ngọc môn chết sạch hả, một tên lính, một con gấu, thành một ổ, hôm nay xem như ta đã hiểu rõ ràng đạo lý này rồi. Ta nói huynh, huynh biết rõ có vấn đề còn chạm vào nó làm gì. Lão Tam đã giúp huynh chống đỡ, con mẹ nó huynh còn ôm đồm chuyện về huynh đang muốn làm chúng ta tức chết. Nghiêu hữu đạo cúi đầu thở dài nói, nhị ca, huynh đừng nói nữa. Hiện giờ ta còn muốn tự thắt cổ mà chết, hoặc là đâm đại ca 10.000 đao cũng được. Ta còn chưa muốn chết, nếu không ta cũng không cần đánh với tên côn lâm thụ kia một trận. Cho ta mượn đao tự dùng đi, lệnh hồ thu, đao ta không có, kiếm trên tay đệ được rồi. Đệ yên tâm, ta đảm bảo không ngăn đệ, đâm đi. Thấy nghiêu hữu đạo thật sự hận không thể rút kiếm làm thịt mình, phong ân thái cấp tốc nhảy lên tránh ra một khoảng hai đệ nói rõ ràng ra cho ta ái già lệnh hồ thu hai tay che mặt nói lão đại huynh còn chưa hiểu sao cái văn điệp suốt cảnh kia có vấn đề phong ân thái nghi hoặc nói giả dạ, lệnh hồ thu rất muốn khóc nhân mặt dở khóc dở cười nói giả dạ cái gì mà giả trên văn điệp suốt cảnh bị động tay động chân bôi một thứ lên đó chỉ cần văn điệp kia ở trên người huynh có chạy đằng nào cũng vô dụng đều có thể tìm đến huynh đều có một đám đông được chỉ dẫn vây đuổi, chặn đường huynh. Huynh nói xem, bản thân huynh đã làm ra chuyện gì? Phong Ân Thái bối rối, chợt bày ra dáng dấp khiến người ta giận sôi, chỉ vào hai người, cả giận nói: Các ngươi khai thật ra, có phải các ngươi đã sớm biết việc này, vì sao gạt ta? Lệnh Hồ Thu, giấu cái gì, cũng vì để huynh thuận lợi thoát thân, bọn ta mới phải mạo hiểm đến đây, huynh còn thể diện trả đũa. Không được không được, Phong Ân Thái lo lắng bất an đã biết mình dính phải phiền phức lớn, không chừng mình còn làm cho đệ tử thiên ngọc môn đi cùng tới đây chết sạch. lệnh hồ thu cái gì không được, phong ân thái dậm chân lên mặt nước bọt bắn tung tóe. còn gì không được, ta phải mau tìm tới đệ tử trong môn, nhanh chóng thông báo cho họ để họ tiêu trừ mầm hỏa trên văn điệp. các đệ thích giấu ta, từ từ mà giấu đi, ta không chơi nữa, cáo từ. chờ đã, như hữu đạo khẩn cấp giang tay gọi hắn ta lại tiêu trừ mầm hỏa trên văn điệp. đại ca định làm sao? Phong ân thái còn làm sao? Tất nhiên là trừ đi mùi dẫn trên văn điệp, hoặc là tìm thứ gì đóng kín hoàn toàn lại để mùi không thể bay ra, tránh lộ hành tung cho truy binh đuổi theo. Không nói nhảm với các đệ nữa, ta phải mau xử lý, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn. Hắn ta vừa mới xoay người, như hữu đạo đã lao tới, kéo ta hắn ta. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Đệ muốn làm sao thì cứ làm thế. Ta nói đệ đấy, đệ giả vờ thất bại một lần thôi, giả vờ bại một lần thì sao, cần gì phải hạ tử thủ với người ta. Đệ lại không sợ phiền phức, vậy để cứ chơi đi thôi, còn hỏi ta phải làm sao, ta không quản được đệ. Ý đại ca là để ta đường hoàng ra vẻ bị tên côn lâm thụ kia đánh te tua mới gọi là bại. Chỉ bằng cái thói kiêu ngạo của tên kia, không vặt ít thứ từ trên người ta xuống để chứng tỏ thắng lợi tuyệt đối, đại ca nghĩ y sẽ dễ dàng dừng tay hay sao? Lão Phong, huynh còn là đại ca kết nghĩa của ta sao? chương 456, thật là đại trưởng phụ một các ngươi nói đi đâu rồi, không vội đúng không? lệnh hồ thu giơ tay dừng hai người, như hữu đạo lập tức kéo câu chuyện trở về, lão đại, ta hỏi huynh, huynh tiêu trừ mầm hỏa trên văn điệp rồi, ta làm sao bây giờ? phong ân thái, để cúng quảng đi rồi, còn mắc mớ gì đến đệ? lệnh hồ thu nhìn hắn ta từ trên xuống một lượt, lão đại, huynh thành thật nói cho ta biết, chuyện thiên ngọc môn mua chiến mã, có phải người khác đều từ chối cho nên mới đến lượt huynh bị phái đi? làm sao đệ biết? phong ân thái sửng sốt một chút lần này đến lượt nghiêu hữu đạo không nhìn được vỗ trán còn lệnh hồ thu nghiêng mặt nhìn chung quanh cười ha ha phong ân thái dường như cảm thấy nói vậy là do sư môn làm không thỏa đáng trầm ngâm nói thực ra cũng không thể nói là mọi người cùng chối từ chỉ là đều biết việc này khó làm nhất thời không có ai tỏ thái độ dù sao cũng phải có người đi làm việc là do ta chủ động yêu cầu nghiêu hữu đạo hít mắt nhỏ giọng nói bành hữu chắc chắc đã khuyên huynh suy nghĩ một chút nữa Phong ân thái lần này thực sự là chấn kinh rồi. Chuyện này mà đệ cũng đoán được. Lệnh hồ thu muốn nói lại thôi, cuối cùng uyển chuyển nói. Kỳ thực, bành trưởng môn muốn phái người khác đi, không muốn huynh nhận cái tội này, nhưng huynh đã chủ động tỏ thái độ, bành trưởng môn không dễ cưỡng ép những người tỏ thái độ nên mới khuyên huynh. Người không đi, người khác mới bị phái đi. Phong ân thái than thở, ta và trưởng môn đi ra từ cùng một thầy, quan hệ giữa hai ta xem như tốt, sư huynh muốn tốt cho ta, ta biết, chính vì vậy, đến lúc quan trọng, ta mới chịu đứng ra phân yêu cho sư môn. Phân yêu, ha ha, ta đoán bành lụ còn muốn đâm huynh hai đao cũng nên. Nghiêu hữu đạo ngửa mặt lên trời thở dài, phong ân thái, người nói quái gở vậy là có ý gì? Lệnh hồ thu vội vã giảng hòa, lão đại, trừ người tham dự gian lận, không ai biết chuyện động tay động chân trên văn điệp. Ba tấm văn điệp trên tay huynh đã làm đứt đoạn mất manh mối, huynh đoán họ sẽ hoài nghi ai? Người đầu tiên họ hoài nghi sẽ là lão tam không nói hoàng đế sẽ tính sổ với lão tam, chỉ bằng việc lão tam đánh tên côn lâm thụ kia thành như vậy, có lẽ sẽ vì hứa hẹn lúc trước mà không gây phiền phức cho lão tam, nhưng lại thêm việc này nữa, chẳng phải để cho thiên hỏa giáo dồn lão tam vào chỗ chết. Chuyện này, phong âm thái cao mày, trần chờ nói, hiện giờ lão tam có thể đi, để rời khỏi lãnh tổ nước tề, như hữu đạo mắt trợn trắng nói. Lại còn đợi ta đi rồi tiến hành truy sát ta hay sao? Hay huynh đi thương lượng với họ giúp ta một chút? Lệnh hồ thu, lão đại, chuyện này cũng vì muốn tốt cho huynh thôi. Bên cạnh lão tam không có bao nhiêu người, huynh còn xuất hiện ở chỗ đấu giá. Một khi bị người ta hoài nghi lên đầu lão tam, có thể không hoài nghi cả người của thiên ngọc môn như huynh sao. Người ta đã khóa chặt mục tiêu, huynh trừ mùi thì có lợi gì. Trong cảnh nội nước tề vẫn có thể truy sát thiên ngọc môn của huynh như thường. Như hữu đạo, huynh cầm văn điệp kia thì có thể dẫn chiến mã ra khỏi biên giới sao. Mang ra khỏi biên giới rồi, Nước tề người ta mà dùng toàn bộ quốc lực để đối phó với huynh, huynh đi đường bộ cũng không thoát nổi. Người ta tùy tiện đánh tiếng với nước láng giềng, không nói gì khác, chỉ lấy chiến mã làm điều kiện, bất cứ lúc nào cũng có thể sai bảo các thế lực mà các huynh đi qua bài trừ các huynh. Lệnh hồ thu lại bù một câu, còn về đường biển, chúng ta không cần nói nhảm nữa. Lão đại, người ta nắm trong tay phương hướng của bảy tấm văn điệp khác. Còn lại ba tấm, nếu họ muốn nhầm vào, huynh cầm cũng chẳng phát huy được tác dụng, còn gây phiền toái cho mình, cần gì chứ? Hai người ta một câu, người một câu khuyên bảo, khiến cho phong ân thái loạn mất, dầu dĩ nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghiêu hữu đạo than thở nói, còn có thể làm sao? Nín vào, đừng hé răng, nếu có người cướp thì nhanh nhẹn vứt cho người ta mau mau vào. Có thể trốn bao xa thì trốn bấy nhiêu xa. Nói chung, còn muốn sống tiếp ở nước tề thì không được đối nghịch với triều đình nước tề trong việc này. Về chuyện chiến mã, chúng ta nghĩ cách khác. Phong Ân Thái tiếc hận nói: "Văn Điệp suốt cảnh của ba vạn thất chiến mã đó, lại uổng phí mất 10.000 đồng vàng." Lệnh Hồ Thu chắp tay nói: "Lão đại, hiện giờ đừng quan tâm chuyện này nữa. Nói không chừng, người ta đã bắt đầu triển khai truy sát đệ tử Thiên Ngọc môn của huynh rồi. Huynh đúng là muốn để người ta giết sạch đây." Phong Ân Thái cả kinh, "Việc này không nên chậm trễ, ta đi trước." Ném lại một câu, hắn ta vèo một tiếng bay đi mất. "Ai?" Lệnh Hồ Thu ôm cánh tay lắc đầu, nhìn theo chúng ta cũng đi thôi nghiêu Hữu đạo cũng nhảy lên bay đi hai người mau chóng đi đường rời khỏi hồ thiên kính liền hạ xuống đất tiếp tục chạy tới kinh thành nhận ra hướng đi lệnh hồ thu khó hiểu hỏi để muốn đi kinh thành sao gặp phải chuyện như vậy chúng ta nên tránh né nhìn tình huống trước thì hơn nghiêu Hữu đạo ta uy hiếp hảo vân đồ đã sớm nghi ngờ hảo vân đồ sẽ không bỏ qua cho ta tên côn lâm thụ này tuy có phần ngông nghênh nhưng xưa nay ta và y không có thủ oán gì lúc trước chưa chắc gì y đã để ta vào mắt. Chắc chắn y sẽ không vô duyên vô cớ quấn lấy ta không dứt, đặc biệt là lần này, cho nên tất phải có nguyên nhân. Lệnh hồ thu lộ vẻ suy tư, cân nhắc một chút, hỏi. Đệ nghi là hạo vân đồ dở cho quỷ, như hữu đạo, không có chứng cứ. Lệnh hồ thu kinh nghi nói, việc này còn cần chứng cứ gì? Nếu đệ nghi gã ta muốn hại đệ, sao còn không né ra, còn chạy tới kinh thành làm gì? Nghiêu hữu đạo, xác nhận một phen, huống hồ, lúc này chạy đi chưa chắc đã an toàn bằng đi kinh thành. Lệnh hồ thu quay đầu nhìn ngó chung quanh, không thấy dấu hiệu bị người theo dõi, hỏi. Đi kinh thành an toàn hơn, như hữu đạo không hề trả lời. Hắn còn chưa hiểu rõ nguồn cơn sự việc, sẽ không tiết lộ ra với bất kỳ người nào khác. Đạo lý rất đơn giản, nếu hoàng đế muốn giết hắn, nào có thể dễ dàng thả hắn chạy thoát trước mắt bao người. Vậy hậu chiêu mà hắn để lại kinh thành có thể phát huy tác dụng. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng chạy về kinh thành một chuyến. Chỉ khi hắn quay về kinh thành mới có thể di rời, loại bỏ đi những lực lượng đang nhầm vào hắn, mới có thể hấp dẫn những sự chú ý tập trung vào hắn về phía kinh thành. Một khi xảy ra chuyện bất chắc, kinh thành sẽ lập tức đại loạn, mà ngoài thành vừa vặn không có lực lượng nào nhằm vào hắn. Lúc đó, hắn mới có cơ hội bỏ chạy xa khỏi kinh thành. Còn về việc sau này phải đối mặt với truy sát là việc của sau này, cần xem tình huống lại nghĩ biện pháp ứng đối. Ở đây, thực lực không bằng người, thế lực càng không bằng người nhiều tình huống lại không biết rõ, vừa mới đến đã từng bước kinh tâm. Đối với hắn mà nói, hiện tại mỗi lần đưa ra lựa chọn là một lần đang mạo hiểm, giống như đang khiêu vũ trên mũi đao, không cho phép hắn kéo dài, do dự không quyết. Đại nội Hoàng Cung, trong cung điện, trong ánh mắt theo dõi của Hảo Vân Đồ, một phi tử xinh đẹp múc một chén canh từ trong bát lớn ra, hai tay dâng lên, hiền dịu nói. Bệ hạ, đây là canh mà nô tỳ vừa nấu cho bệ hạ. Bệ hạ nếm thử xem mùi vị ra sao. Nàng có lòng rồi. Hạo Vân Đồ nhận chén canh nếm mấy ngụm, gật gật đầu bày tỏ mùi vị ngon. Phi tử kia lập tức cười tươi như hoa, đứng một bên đàm luận về canh này, nói là dùng nguyên liệu gì, mất bao nhiêu thời gian nấu. Tổng quản đại nội bộ Tầm đi tới, thấy thế liền không tiếp tục tiến lên quấy rối mà chắp tay đứng sang bên. Hạo Vân Đồ quét mắt sang, ông ta hơi cúi người ra hiệu. Uống cạn chén canh, Hạo Vân Đồ đưa chén ra. Phi tử xinh đẹp nhận lấy, cười nói: "Bệ hạ thích thì uống nhiều thêm chút." không cần, quả nhân còn có công vụ phải xử lý, lui ra đi. Hạo Vân Đồ vô cảm phất phất tay, chương 457, thật là đại trượng phu hai. Nụ cười trên mặt phi tử xinh đẹp cứng lại, có điều vẫn ngoan ngoãn vâng dạ, sau đó mau chóng thu dọn bát chén, cất về trong hộp thức ăn, xin lùi ra ngoài. Lúc này, bộ tầm mới đi tới, móc trong tay áo ra một phần mật báo, trình lên. Hội đấu giá đã kết thúc, không ngoài dữ liệu của bệ hạ, côn lâm thụ quả nhiên khiêu khích nghiêu hữu đạo, Hạo Vân đồ à một tiếng, cười hỏi, kết quả làm sao? Bộ tầm đáp, Côn Lâm Thụ bị Ngưu Hữu Đạo đánh trọng thương. Hạo Vân đồ kinh ngạc, Côn Lâm Thụ không phải là đối thủ của Ngưu Hữu Đạo. Bộ tầm lắc đầu, quả thực không phải là đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, chỉ vừa đối mặt đã bị đánh trọng thương. Y đối chiến với Ngưu Hữu Đạo hầu như không có lực chống đỡ. Nếu chẳng phải có người của ba phái đứng ra ngăn cản Ngưu Hữu Đạo, cái mạng của Côn Lâm Thụ đã không còn. Trước khi tin tức truyền về, côn lâm thụ còn đang phải cấp cứu quả thực bị thương rất nặng có việc không thể dùng đôi lời mà nói rõ được hạo vân đồ mau chóng mở mật báo kiểm tra tường tận chuyện xảy ra sau hội đấu giá côn lâm thụ khiêu khích ra sao như hữu đạo nhường nhịn thế nào sau đó hai người lại ra tay làm sao cho đến tận khi côn lâm thụ trọng thương được che chở trong mật báo đều trần thuật rõ ràng sau khi xem xong khép mật báo lại hạo vân đồ yên lặng suy tư một hồi lâu cuối cùng mới từ từ nói dưới thanh danh vang dội không có kẻ vô dụng, quả nhân đúng là vẫn coi thường tên nghiêu hữu đạo này. Lại mở mật báo, xem xét kỹ một lượt, y vuốt cầm nói. Không động thì thôi, tựa tiềm long ẩn trong ao, động thì như sấm sét khí tràn bốn phương, coi quần hùng như không. Có lý có chứng, thận trọng từng bước, khi cần quyết đoán thì quyết đoán, tuyệt không dây dưa dài dòng, mà lại có được giãn được, thực là một hảo hán, quả nhiên một đại trưởng phu. Trong mắt người như y, kẻ bị khuất nhục cũng không trở ngại việc đánh giá cuối cùng đối với kẻ đó của y. Dưới cái nhìn của y, cõi đời này làm gì có ai không bị sỉ nhục. Ngay cả bản thân y cũng không ngoại lệ, theo y, kẻ mà gặp chuyện gì cũng cứng đối cứng mới là ngu xuân. Cách xem người của y quả thực có góc độ riêng, bộ tầm cười cười, hỏi, kế tiếp, bệ hạ dự định làm gì với nhiều hữu đạo này. Hạo vân đồ ném mật báo xuống, đứng dậy, đi ra phía sau bàn làm việc, đến trước một bản đồ lớn được treo trên tường, tới gần lãnh thổ nước Yến. Ngón tay y lần tìm Châu Nam, cuối cùng chỉ vào vị trí quận Thanh Sơn, hỏi. Bộ tầm, Khanh nói xem, vì sao hắn lại tới nước tề chúng ta? Bộ tầm tới cạnh y nói. Tu sĩ tới đây đại khái đều vì chiến mã trong lãnh thổ của bệ hạ, mà chỗ dựa lớn nhất của quận Vương Dòng Bình, Thương Chiêu Tông, là Thiên Ngọc Môn cũng cử người tới. Năm gần đây, Thương Chiêu Tông kinh doanh hai quận ở đó rất sinh động, đoán rằng có chút tài lực. Thế nhưng cầu sinh trong kẽ hở, chỉ có tài lực còn chưa đủ, thiếu vũ lực chính là tảng mỡ dày trên thất gỗ, cho nên phát triển vũ lực hẳn là chuyện lửa xém lông mày. Chắc hẳn Ngưu Hữu Đạo cũng vì chiến mã mới đến, Hạo Vân đồ phóng tầm mắt toàn bộ lãnh thổ nước Yến. Nếu thương kiến bá vẫn còn, không biết anh dương vũ liệt vệ của ông ta lợi hại, hay kiêu kỳ quân của quả nhân lợi hại hơn. Bộ tầm, tất nhiên là bệ hạ càng hơn một bậc, Hạo Vân đồ cười tà với ông ta, tự diễu nói. Nịnh hót hết mức, song phương chưa từng giao chiến, sao khanh biết quân đội của quả nhân lợi hại hơn? bộ tầm lắc đầu, lão nô không nịnh hót mà nói sự thực. hạo vân đồ à một tiếng, tỏ vẻ rất thích thú. sự thực ở đâu? nếu không nói ra được một, hai nguyên nhân mà người trong mắt quả nhân không cho phép đều là lũ chỉ biết à, a du nịnh hót, nhất định phải phạt người thật nặng. bộ tầm trước tiên cúi người thật thấp, bái một cái, sau đó đứng thẳng dậy từ tốn nói: lý do rất đơn giản, hồ diên vô hận không phải thương kiến bá bệ hạ càng không phải yến hoàng thương kiến hùng thương kiến hùng không có lòng độ lược khoan dung không tha cho thương kiến bá cản trở khắp nơi chủ soái bị quản chế anh dương vũ liệt vệ làm sao còn chinh chiến lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể cản địch trong biên giới quốc gia không có khả năng xuất kích sang nước khác thương kiến bá chết rồi thương kiến hùng càng một tay làm tan giã cả đội quân anh dương vũ liệt vệ uy chấn thiên hạ thêm nữa nước yến nội ưu ngoại hoạn mưa gió bấp binh cả quốc thổ bị địch quốc luân phiên tranh cướp nếu Thương Kiến Bá vẫn còn, Hàn Quốc Yên dám xâm phạm nước Yến. Nhưng Bệ Hạ thì khác, Bệ Hạ hùng tài đại lược, từ khi Bệ Hạ kế vị đến nay, chăm lo việc nước, quốc lực nước tề dần dần hưng thịnh. Những môn phái cản trở nước tề cũng bị Bệ Hạ cân bằng, sai khiến. Trái lại, Thương Kiến Hùng có được năng lực này, bằng không làm sao đến mức khiến cho nước Yến trở thành như ngày nay? Hai nước giao chiến, nói cho cùng là so quốc lực. Cho dù Anh Dương Vũ Liệt vệ có mạnh hơn Kiêu Kỳ quân thì đã sao? Quốc lực nước Yến không bằng nước Tề, nội bộ bộc phát loạn tượng, đối đầu với quân đội của bệ hạ chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Đương nhiên, bệ hạ cao hơn một bậc, Hạo Vân đồ chỉ ông ta, cười ha ha nói, tên xảo quyệt nhà ngươi, quả nhân bảo ngươi đánh giá hai nhánh quân, ngươi lại nhìn trái nhìn phải thành ra so quốc lực của hai nước. Tuy nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt y xuất ra từ nội tâm. Bộ tầm hạ thấp người nói, là lão nâu ngu rốt, ánh mắt Hạo Vân đồ rơi vào quận Thanh Sơn. Hổ phụ không sinh khuyển tử, không thể không thừa nhận, thương kiến bá đúng là sinh được đứa con trai tốt, giờ xem ra đúng là ra dáng. Chỉ là, với tình hình nước yến hiện nay e là không chịu được quá lâu. Chiếu theo tình huống này, nếu còn không thay đổi, sợ rằng không chống đỡ được quá 10 năm. Ánh mắt bộ tầm cũng hướng về bản đồ. Một khi cơ hội đến, nước Hàn, nước Triệu, nước Tống tất nhiên sẽ cùng tấn công, phân cương cắt đất, dẫm vào vết xe đổ của nước Tần. Ánh mắt Hạo Vân đồ nhìn xa hơn về phía khác, chăm chú nhìn vào quốc gia làm y nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận. nước tấn hung hăng, cực kỳ hiếu chiến, nhiều lần có lòng xâm phạm ta. hai nước tề vệ hợp tác mới có thể kiềm chế được nước tấn. một khi nước yến đại loạn, nước tề ta lại không có lực tiến về phía đông, lẽ nào chưa mắt nhìn các nước phương đông lớn mạnh hay sao? một khi lớn mạnh, nước tề ta chắc chắn sẽ phải thụ địch hai mặt. bộ tầm không biết ghi nhắc đến chuyện này là có ý gì, bèn hỏi dò. ý của bệ hạ là? Hạo Vân Đồ chắp tay trước bản đồ, suy tư, như hữu đạo, người này còn nhỏ tuổi đã có lòng dạ rộng rãi, lại có năng lực như thế, nếu có thể vừa tầng tầng quan ải, tương lai tất là một nhân vật lớn. Người như vậy, một khi kết cừu sâu hơn, lại trừ không xong mà để hắn chạy thoát, tất sẽ thành hậu hoạn. Phóng tầm mắt nhìn lâu dài, quả nhân muốn lấy lòng hắn. Không phải hắn muốn chiến mã sao, quả nhân cho hắn, bộ tầm nhìn bản đồ một chút, trần chờ nói. Coi như hắn có thể mang chiến mã về, chỉ là thương chiêu tông khó có thể cứu vãn xu hướng suy tàn của nước yến hạo vân đồ dừng bước trước bản đồ nước yến nhìn chằm chằm vào bản đồ chậm rãi nói coi như nước yến có sụp đổ thương chiêu tông vẫn khác với các chư hầu khác của nước yến chư hầu khác có thể quy thuận phe mạnh để đổi lấy vinh hoa phú quý còn thương chiêu tông hắn ta nắm binh quyền của hoàng thất nước yến lại là con trai của thương kiến bá lại có lòng tiến thủ có thể nói là một chút hy vọng cuối cùng của thương thị nếu hắn ta thất bại thương thị sẽ gặp nguy hiểm diệt tộc. Các nước sẽ không có khả năng để cho thương thị quật khởi trở lại. Nếu hắn ta mạnh mẽ, các nước còn có phần e ngại, sợ thương chiêu tông biên cuồng trả thù, nhất thời không dám trắng trợn tàn sát người của thương thị. Vì lẽ đó, về tình về lý, thương chiêu tông cũng không thể trơ mắt nhìn nước Yến bị diệt như vậy. Nước Yến diệt phong, nếu có kẻ tử chiến đến cùng, tất nhiên chính là thương chiêu tông, chỉ ít sẽ không dễ dàng quy thuận đầu hàng. chương 458, đợi nếu nước tề ta không có lực tiến về phía đông cho dù đại thế nước yến khó có thể cứu vãn cũng không thể để các nước phía đông quá mức thuận lợi nhưng quả nhân lại lo lắng thương kiến hùng thương kiến hùng đối ngoại không được đối nội lại không phải kẻ biết nương tay nếu thương chiêu tông lớn mạnh thương kiến hùng có thể nhẫn nại không ra tay với thương chiêu tông hay sao như vậy sẽ sớm gây ra đại loạn cho nước yến không phải điều mà hiện nay quả nhân hy vọng nhìn thấy bộ tầm hiểu rõ ý của y muốn ủng hộ thương chiêu tông nhưng nếu làm quá lộ liễu lại sợ thương kiến hùng phản công, cho nên muốn ra tay từ Ngưu Hữu Đạo. Khanh cảm thấy lời nói của Ngưu Hữu Đạo có trọng lượng ở chỗ Thương Chiêu Tông không? Hạo Vân Đồ bỗng hỏi, Bộ Tầm nhanh chóng bắt kịp dòng suy nghĩ của y, cân nhắc một thoáng rồi trả lời. Từ tin tức mà thám tử bên quận Thanh Sơn truyền về, bây giờ Ngưu Hữu Đạo gần như ẩn cư bên quận Thanh Sơn, rất ít qua lại với Thương Chiêu Tông. Có chuyện có thể xác định, từ các dấu hiệu mà suy Nghiêu Hữu Đạo hầu như không nhúng tay vào chuyện quân sự của hai quận nơi đó. Nhìn bề ngoài, Nghiêu Hữu Đạo dường như không có ảnh hưởng gì đối với Thương Chiêu Tông, nhưng người ngoài không thể tiếp cận với sự việc ở nơi ẩn cư, thế nên cũng khó có thể thăm dò. Còn có vài điều đáng để suy ngẫm, Thương Chiêu Tông và em gái là Thương Thục Thanh có quan hệ rất tốt. Thương Thục Thanh có sức ảnh hưởng nhất định đối với ca ca Thương Chiêu Tông là điều đã được công nhận, mà Thương Thục Thanh đã dọn đến ở nơi ẩn cư của Nghiêu Hữu Đạo. Căn cứ theo phân tích của giáo sư Đài, Tài lộ lớn nhất hiện nay của Thiên Ngọc Môn là sản xuất rượu chính bắt nguồn từ nơi ẩn cư của Ngưu Hữu Đạo. Điều kỳ lạ là, căn cứ vào các dấu hiệu, thành viên tham gia sản xuất rượu dường như không có đệ tử của Thiên Ngọc Môn. Thử hỏi, tài lộ to lớn của Thiên Ngọc Môn làm sao lại có thể không tự mình nắm giữ? Giáo sư Đài nghi ngờ việc sản xuất rượu do ba phái hoặc bản thân Ngưu Hữu Đạo khống chế, hoặc là đôi bên cùng khống chế. Còn nữa, chính là Châu Kim đã liên minh với Thương Chiêu Tông chuyện liên minh xảy ra sau khi nghiêu hữu đạo xuất hiện ở châu kim và giết chết sứ thần nước yến nghiêu hữu đạo giết sứ thần nhưng có thể thoát thân khỏi sự khống chế của châu kim thử hỏi nếu không phải châu kim đã có ý định thả liệu nghiêu hữu đạo có thể thoát thân khỏi châu kim như vậy trong chuyện châu kim kết minh với thương chiêu tông nghiêu hữu đạo tham gia vào đó đã mang đến tác dụng gì đó là chuyện đáng để suy ngẫm lại quay về chuyện trước mắt Thiên Ngọc Môn một năm trước tới nước tề để xử lý chuyện chiến mã của Thương Chiêu Tông, giáo sự đài đã sớm nắm bắt. Dưới sự can thiệp của giáo sự đài, Thiên Ngọc Môn nhiều lần thất bại. Sau khi phụ thuộc vào Thương Chiêu Tông, Lưu Tiên Tông, Thanh Tú Sơn và Phù Vân Tông đã tăng người tới đây trợ giúp Thiên Ngọc Môn. Hiện tại, Thương Chiêu Tông lại phái ra Nghiêu Hữu Đạo. Theo lý mà nói, Nghiêu Hữu Đạo gặp phải quá nhiều chuyện, không thích hợp lộ diện công khai, từ việc hắn đánh với Trác siêu trên đường là có thể thấy được. Nhưng hắn vẫn đến, cho nên có thể thấy được sự coi trọng của Thương Chiêu Tông đối với hắn, là tín nhiệm vào năng lực của hắn. Từ trường hợp này mà xét, như hiểu đạo hẳn là có sức ảnh hưởng nhất định đối với Thương Chiêu Tông. Thân là tổng quản đại nội ẩn sâu trong Hoàng Cung, nhưng lại có thể đàm luận mọi sự cách xa vạn dặm như chuyện trong nhà, không phải là bản thân ông ta lợi hại bao nhiêu, mà là vì giáo sự đài phụ trách phương diện tình báo của nước tề chính là do ông ta quản lý. Vị tổng quản đại nội này chính là trưởng lệnh của giáo sự đài gần đây hoàng đế rất quan tâm đến nghiêu hữu đạo ông ta tự nhiên sẽ mau chóng điều tra tình huống liên quan đến nghiêu hữu đạo chuẩn bị hoàng đế hỏi tới bất cứ lúc nào rất hiển nhiên chuẩn bị sớm không bao giờ sai luôn có đất dụng võ hạo vân đồ khẽ vuốt cằm từ từ nói nếu hắn có lực ảnh hưởng đối với thương chiêu tông vậy thì liên lạc với hắn một lần thương chiêu tông giã tâm bừng bừng hai quận không thể thỏa mãn được y sớm muộn gì cũng muốn mở rộng bờ cõi hiện tại quả nhân không hy vọng nước yến đại loạn Tìm người trung lập có thể nói chuyện bên phía thương kiến hùng tiếp xúc với nghiêu hữu đạo một chút, giúp thương kiến hùng và thương kiến bá hỏa hoãn quan hệ. Bộ tầm hỏi, sứ thần nước tề chú ở nước Yến thì phải làm sao? Hạo vân đồ, khanh cảm thấy sứ thần nước Yến sẽ tùy tiện cho chúng ta sắp xếp theo ý của chúng ta hay sao? Bộ tầm khom mình hỏi, bệ hạ đã chọn được người vừa ý. Hạo vân đồ hỏi ngược lại, người cảm thấy phu nhân thương tuyết của Hồng Nhi được chăng? Y đang nói tới vợ của con trai thứ hạo hồng của Y. Thương Tuyết không chỉ là vợ của Hạo Hồng mà còn là con gái của Thương Kiến Hùng. Những năm trước đây, khi nước Yến và nước Hàn đang giao chiến, bị tình thế ép buộc, Thương Kiến Hùng gả một người con gái của ông ta cho con trai của Hạo Vân Đồ để kết giao, đổi lấy sự ủng hộ của nước Tề. Bây giờ nàng đó đã sinh cho Hạo Vân Đồ một cháu trai và một cháu gái. Bộ Tầm lập tức hiểu rõ dụng ý của y, Thương Kiến Hùng gả con gái tới nước Tề chính là muốn con gái tận chút sức lực cho nước Yến hiện nay thương tuyết còn cần nhà mẹ đẻ chống đỡ mới có chỗ đặt chân vậy chính là lúc cần thương kiến hùng mặt khác thương tuyết khá có lực ảnh hưởng đối với thương kiến hùng bệ hạ lại đang thì tráng niên vị trí hoàng chữ nước tề chưa lập bệ hạ vừa lên tiếng thương tuyết làm sao không nỗ lực không vì ai khác dù cho chỉ vì bản thân nàng ta và con cái tương lai thương tuyết tất nhiên phải tận lực chỉ e thương kiến hùng cũng hy vọng con gái có thể trở thành phu nhân của hoàng chữ như vậy càng có lực ảnh hưởng tới nước tề giúp ích cho nước yến bộ tầm khẽ mỉm cười bệ hạ sáng suốt lão nô đi thăm dò ý của ngưu hữu đạo trước nếu thích hợp lão nô lại tìm nhị hoàng tử để thương lượng việc này hạo vân đồ ưng một tiếng ánh mắt lại rời đến bắc bộ của nước yến chăm chú nhìn châu bắc hỏi cha ra được lý lịch của người giúp châu bắc lấy được đám chiến mã kia chưa bộ tầm nói trong bạch vân gian đề phòng rất nghiêm không cách nào tiến vào tìm kiếm có điều Căn cứ vào các dấu hiệu, giáo sư Đài nghi ngờ có quan hệ với Hiểu Nguyệt Các. Hạo Vân Đồ chậm rãi quay đầu lại hỏi: "Hiểu Nguyệt Các, bộ tâm, phải, có người của Hiểu Nguyệt Các tiến vào Bạch Vân Gian chỉ vậy thôi, không có chứng cứ nào khác." Căn cứ theo phong cách hành sự nhất quán của Hiểu Nguyệt Các, Bạch Vân Gian rất tương xứng. Giáo sư Đài phán đoán, Bạch Vân Gian này vô cùng có khả năng là một cứ điểm bí mật của Hiểu Nguyệt Các. Hiểu Nguyệt Các làm việc quỷ dị, bí mật, ý thức phòng bị rất mạnh giáo sư đài không dám đánh rắn động cỏ, cho nên vẫn không tìm được cơ hội thâm nhập tìm hiểu, tạm thời chỉ nắm bắt được nhiêu đây. Tuy hiểu nguyệt các bí ẩn, nhưng mạng lưới tình báo của nước tề cũng không phải củ cải trắng. Huống chi, ở trên địa bàn nước tề, người của hiểu nguyệt các hoạt động trước mặt mạng lưới tình báo mạnh mẽ nhất của nước tề mà không bại lộ bất kỳ một ai là không thể, tiếp xúc với bạch vân gian ngay trước mắt nhân viên của giáo sư đài tất nhiên là bị phát hiện. Cùng đạo lý, chiến mã là vật tư chiến lược của nước tề, tất nhiên được Hạo Vân Đổ khống chế rất nghiêm khắc. Phàm là trại ngựa lớn một chút hầu như đều có nhân viên bí mật của giáo sư Đài, buôn bán lượng lớn chiến mã không thể thoát khỏi con mắt của giáo sư Đài. Còn về việc nên chặn ai, không chặn ai, đều do Hạo Vân Đổ tính toán. Chỉ dựa vào việc này, y đã có thể cân bằng các thế lực tu hành trong lãnh thổ. Bạch Vân Gian cho rằng mình ngầm kiếm được chiến mã là bí ẩn, không biết rằng đã sớm bị giáo sư Đài phát hiện, đã ẩn trong tối quan sát từ lâu khi Tô Chiếu rời nước tề tới châu Bắc tiếp xúc với thiệu gia cũng đã rơi vào tầm mắt của giáo sư đài. chương 459 là tự ngươi đoán mỏ một. Lực quản chế của một quốc gia hoàn toàn không phải thứ mà một môn phái tu hành bình thường có thể sánh được. Về mặt này, Nghiêu hữu Đạo đã được lĩnh giáo từ lâu. Hừ hừ, Hạo Vân Đồ một trận cười gần. Những năm gần đây, Lão Ngũ giả điên giả dại rất tốt, lại ngầm cấu kết với người của Hiểu Nguyệt Các. Lão Ngũ à Lão Ngũ, người tốt nhất phải tự trọng, bằng không đừng oán người làm ca ca như ta. Người được y gọi là lão Ngũ chính là Hạo Vân Thắng, đại vương Tây Viện của nước Tề. Bộ Tầm hơi cúi đầu, ông ta không dễ xen mồm vào chuyện này, chỉ nhắc nhở: "Xem động thái và những hành động liên tiếp gần đây của những người kia, sợ rằng chiến mã đã sắp xuất cảnh, có cần chặn lại hay không?" Hạo Vân Đồ dương mắt nhìn chằm chằm bản đồ, lạnh lùng nói: "Chiến mã, quả nhiên có, không cần để ý tới chuyện đó, giả vờ không biết, cho đi." thiệu gia châu bắc bừng bừng dã tâm sẽ không thần phục yến hàn thực lực bên đó mạnh mẽ hơn thương chiêu tông lực kiềm chế cũng sẽ lớn hơn thương chiêu tông y còn ước gì yến hàn tống chịu nhiều thêm mấy thế lực giống như thiệu gia trong lãnh thổ kia bạch phân gian trong đình tần miên vung vung tay đối với một người vừa về từ hồ thiên kính và bẩm báo quá trình ngươi lui xuống trước đi vâng người kia chắp tay với tô chiếu đang ngồi tĩnh tọa trong đình sau đó rời đi tần miên xoay người nhìn lại nhìn Tô Chiếu nói, Ngưu Hữu đạo này vẫn có chút thực lực, không ngờ Côn Lâm Thụ vừa đối mặt với hắn đã không chịu nổi, cũng không biết Thiên Hỏa giáo có thể kiếm hắn gây sự không. Ai, Tô Chiếu khẽ thở dài, Thiên Hỏa giáo là môn phái có máu mặt, tạm thời hẳn là không thể gây sự với hắn. Xem ra lần này lại để Ngưu Hữu đạo thoát được một kiếp. Tên này gặp nạn nhiều lần vẫn có thể thoát thân, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, quả nhiên là khó chơi. Tần Nguyên, chuyện bên châu Bắc quan trọng, không thể xảy ra chuyện bất ngờ. Ông chủ, theo ta thấy, tạm thời không nên có động tác gì tới nghiêu hữu đạo thì hơn. Người này quả thực khó đối phó, rất dễ sinh ra rắc rối. Tô Chiếu yên lặng gật gật đầu, lúc trước nàng ta cảm giác mình có thể bóp chết nghiêu hữu đạo bất cứ lúc nào, hiện tại phát hiện lại không thể làm gì được nghiêu hữu đạo, tâm tình có phần ủ rũ. Đầu đường, nghiêu hữu đạo và lệnh hồ thu nhìn chung quanh hẻm, đã không thấy những kẻ lộn xộn hay quanh quần ở đây đâu nữa. Hai người nhìn nhau, tiến vào ngõ nhỏ, trở lại trạch viện gõ cửa. Hồng tụ mở cửa, thấy là bọn họ, lập tức cho hai người vào, rồi hỏi tình huống. Lệnh hồ thu ra hiệu để nói sau, Nghiêu Hữu đạo không về phòng mình mà đi tới phòng của phong ân thái lúc trước. Lệnh hồ thu theo cùng vào, thấy chung quanh tường trồng chất bùn đất thì sửng sốt. Phong ân thái đào xong bên này, gã còn chưa tới đây. Tuy rằng ở trong cùng một trạch viện, nhưng lại không hề hay biết phong ân thái làm công trình lớn như vậy từ lúc nào. Không phất tới gần, nhỏ giọng nói, lối vào đường ngầm ở dưới giếng, Nưu Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu đi rồi, nàng và Hồng Tụ dò xét quanh trạch viện đã phát hiện sự dị thường của nơi này, nên phải kiểm tra một phen. Lệnh Hồ Thu bước nhanh đến miệng giếng nhìn xem, quả nhiên phát hiện miệng lối vào, sau đó quay lại, hỏi Nưu Hữu Đạo đang đứng dưới mái hiên. Phong Ân Thái đúng là đào đường ngầm chuẩn bị bỏ chạy từ trước. "Đúng." Nưu Hữu Đạo qua loa đáp, sau đó để Hồng Tụ, Hồng phất nghiêm túc để ý động tĩnh bên ngoài, nếu có điều khác thường lập tức cảnh báo. Thấy hắn không muốn nói, lệnh hồ thu cũng không hỏi hai người ngồi dưới mái hiên uống trà lão đệ trở về bên này tiếp theo đệ chuẩn bị làm sao chờ chờ có việc liền chạy không có việc thì nói sau chuyện trò vài câu lệnh hồ thu nói lão đệ ta thấy tình huống đệ giao đấu với côn lâm thụ hình như công pháp tu luyện của đệ không giống công pháp thượng thanh tông nghiêu hữu đạo hỏi ngược lại vậy huynh thấy giống công pháp nhà nào lệnh hồ thu ta làm sao biết chẳng phải đệ nói đông quách hạo nhiên chưa truyền công pháp cho đệ sao có phải trước khi đông quách hạo nhiên lâm trung đã truyền nghiêu hữu đảo người cũng đã chết ở đâu ra thời gian truyền thụ công pháp cho ta lệnh hồ thu vậy công pháp của đệ từ đâu ra nghiêu hữu đảo tự nhiên là người khác cho người khác cho lệnh hồ thu không tin thực ra gã rất muốn hỏi trước khi đông quách hạo nhiên lâm trung có nói hoặc cho người cái gì không nhưng gã biết nghiêu hữu đạo không ngốc không dám trực tiếp hỏi vấn đề này Sợ làm Nưu Hữu Đạo hoài nghi, chỉ có thể hỏi thử. Ai cho? Nưu Hữu Đạo nâng chén trà chậm rãi lắc đầu, "Không biết." Lệnh Hồ Thu trợn mắt, nói bừa, "Để lại không biết người cho mình công pháp là ai sao?" Nưu Hữu Đạo nhún nhún vai, "Ta biết có nói ra huynh cũng không tin, việc này nói đến chính ta cũng thấy mơ hồ, đột nhiên từ đâu nhảy ra một người, chẳng nói mình là ai, truyền cho ta một bộ công pháp tu hành xong liền bỏ đi." Ta hỏi người đó là người ở đâu, y cũng không nói, cứ vậy đi luôn ta còn muốn biết y là ai đây? Lệnh Hồ Thu nghi ngờ nói, gặp ở đâu, Nghiêu Hữu Đảo, Thượng Thanh Tông, không lâu ngay sau khi ta bị giam trong Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông, Lệnh Hồ Thu kinh ngạc, người của Thượng Thanh Tông mà người không quen biết, Nghiêu Hữu Đảo suy tư, chắc không phải người của Thượng Thanh Tông, đặc điểm của y khá rõ ràng, nếu như là người của Thượng Thanh Tông, ta đã gặp thì chắc chắn sẽ nhận ra. Lúc đó ta bị giam lỏng ở nơi đông quách hạo nhiên tĩnh tu lúc còn sống, tên là Đào Hoa Nguyên. Người kia xuất hiện vào buổi tối, đột nhiên hiện ra ở đào hoa nguyên, còn bảo ta không được hé răng. Lệnh hồ thu bỗng cảm thấy phấn chấn, đã tin lời này quá nửa, vội hỏi. Nếu đặc điểm rất rõ ràng thì không ngại nói ta nghe chút. Ta cũng coi như từng trải rất nhiều người trong giới tu hành. Nói ta nghe xem, không chừng ta đã gặp cũng nên, vừa vặn có thể giải thích cho đệ. Như hữu đạo liếc gã, tỏ vẻ ta cần phải nói cho huynh à. Lệnh hồ thu lại nói, lẽ nào đệ không muốn biết người đó là ai? nghe gã vừa nói như thế như hữu đạo nâng chén trà tựa như rơi vào hồi ức chậm rãi kể lúc đó là buổi tối trời tối đen thực ra ta cũng không thấy rõ tướng mạo của y chỉ dựa vào chút ánh trăng mới thấy được chút đường nét đó là một người đàn ông dáng vẻ lôi thôi lách thách râu tóc mọc lùm xùm người đó đột nhiên xuất hiện trước mặt ta dọa ta sợ hết hồn y bảo ta phải cấm khẩu trước nếu huynh muốn hỏi trông y như thế nào lúc đó ta cũng chỉ thấy được như vậy Lệnh hồ thu nhíu chặt lông mày, thì thầm, người đàn ông lôi thôi lách thách, dâu tóc lùm xùm. Như hữu đạo thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của gã, bê trà nhấp một ngụm, thầm nghĩ, người này đương nhiên không tồn tại. Chỉ là, hắn không thể dễ dàng nói về thứ mà Đông Quách Hạo Nhiên đã ủy thác trước khi lâm chung. Đông Quách Hạo Nhiên dùng tính mạng ủy thác cho, chỉ định chỉ có thể giao vào trong tay trưởng môn đường ngục, khẳng định không phải việc nhỏ. Mình đã không nói cho Thượng Thanh Tông, sao lại phải nói cho gã biết còn về cái người hư cấu này hắn nghe nói triệu hùng ca đại khái chính là cái dáng vẻ lôi thôi như vậy chắc hẳn triệu hùng ca là người có thể gánh vác được suy nghĩ mãi lệnh hồ thu dương mắt lên hỏi đệ cho manh mối quá ít có thấy đường nét khuôn mặt không nghiêu hữu đạo lắc đầu trời tối không thấy rõ lệnh hồ thu lúc đó y nói cái gì với đệ nghiêu hữu đạo cũng chẳng nói gì chỉ hỏi ta có phải đệ tử của đông quách hạo nhiên không còn nói y không có ác ý bảo ta không cần sợ sau đó y đến thắp mấy nén hương cho Đông Quách Hạo Nhiên, truyền cho ta bộ công pháp, còn dặn ta cố gắng tu luyện, nói rằng Đông Quách Hạo Nhiên chỉ còn một đệ tử là ta, dặn ta không nên làm cho Đông Quách Hạo Nhiên trên trời thất vọng. A, à, trước khi đi, y có tìm di vật của Đông Quách Hạo Nhiên mang theo cùng. Chỉ vậy thôi, huynh nói ta làm sao biết y là ai? Chương 460, là tự người đoán mỏ hai. Mang đi di vật của Đông Quách Hạo Nhiên, trong mắt lệnh Hồ Thu tràn ngập nghi ngờ vuốt cầm suy nghĩ hồi lâu bỗng hỏi tên công pháp mà y truyền cho đệ là gì nói tên ra ta cũng có thể biết y là ai nghiêu hữu đạo không tên y truyền công pháp cho ta không có nhắc đến tên nếu có tên ta cũng đã sớm tự mình đi hỏi thăm còn cần huynh đoán lệnh hồ thu đệ gia nhập thượng thanh tông đến nay cũng không được bao nhiêu năm đã có tu vi như bây giờ xem ra công pháp tu luyện không hề đơn giản nghiêu hữu đạo cười ha ha chuyện này thì huynh đoán sai y không chỉ truyền công pháp cho ta mà còn độ tu vi cho ta chút. Nếu không như vậy, ta nào có được tu vi như ngày hôm nay? E rằng ta có đột phá trúc cơ kỳ hay không cũng là vấn đề. Trực tiếp độ tu vi cho đệ, lệnh hồ thu kinh ngạc, đột nhiên đứng phát dậy, là thất thanh, đại pháp quán đỉnh của ma tông. Như hữu đạo vốn chỉ tiện miệng bịa chuyện, ai nghĩ gã lại có phản ứng lớn như vậy, hỏi. Cái gì mà đại pháp quán đỉnh của ma tông, chính là pháp môn trực tiếp quá độ tu vi đưa cho ngươi, có thể phát ra cho người khác dùng, cũng có thể hóa giải chân khí tai hại dị trùng. Ngoại trừ đại pháp quán đỉnh của Ma Tông, ta không nghĩ ra còn có cái gì. Lệnh Hồ Thu bỗng nhiên hưng phấn vỗ tay nói, lão đệ, ta nghĩ ta biết người truyền pháp cho đệ là ai, là Triệu Hùng Ca. Đôi mắt nhiều hữu đạo chấp chấp, vừa nãy đã châm ngòi miêu tả dáng vẻ, đối phương còn chưa nghĩ tới Triệu Hùng Ca, không ngờ mò mẫm một hồi lại làm đối phương liên tưởng đến Triệu Hùng Ca. Hắn không nói rõ dung mạo Triệu Hùng Ca, đầu tiên là vì không biết dung mạo của Triệu Hùng Ca, thứ hai là cũng không muốn nói rõ ràng. Hắn muốn giữ lại đường lui cho mình, ngày nào đó Triệu Hùng Ca đối chất thì hắn cũng dễ phủ nhận, bằng không sẽ đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Huynh nói kẻ bị Thượng Thanh Tông ruồng bỏ, Triệu Hùng Ca ở yêu ma lính. Như Hữu đạo thử hỏi, lệnh hồ thu vỗ bả vai hắn nói, lão đệ, đệ nghĩ xem, người có thể xông vào Thượng Thanh Tông, tránh né tai mắt Thượng Thanh Tông. Đến nơi tĩnh tu khi còn sống của Đông Quách Hạo Nhiên, hoặc là người quen thuộc với thượng thanh tông hoặc chính là người mà thượng thanh tông cho phép đi thượng thanh tông vì sao phải cho đi tất nhiên là người quen sau đó là bởi vì ngươi là đệ tử của đông quách hạo nhiên nên mới truyền pháp cho ngươi còn độ tu vi cho ngươi tất nhiên phải có quan hệ không ít với đông quách hạo nhiên phải biết rằng đông quách hạo nhiên và triệu hùng ca vốn là sư huynh đệ mà nghe nói bây giờ dáng vẻ của triệu hùng ca vừa vặn là lôi thôi lếch thếch điều quan trọng nhất là Triệu Hùng ca chính là người biết dùng đại pháp quán đỉnh của Ma Tông. Kết hợp các nhân tố, 89 phần 10 người này chính là Triệu Hùng ca của yêu ma lính. Nghiêu Hữu đạo kinh ngạc nói, không thể nào, Triệu Hùng ca đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất, lệnh hồ thu, lẽ nào đệ không nghe nói chuyện Lưu Tiên Tông chạy tới định tiêu diệt Thượng Thanh Tông, kết quả bị Triệu Hùng ca dọa lui. Ô thiếu hoan mất cái tay, chắc đệ đã thấy, bởi vậy có thể thấy được, Triệu Hùng ca vẫn chưa hết tình với Thượng Thanh Tông, hoàn toàn có thể đi vào để tế bái sư huynh mình. Nghiêu hữu đạo, nếu Triệu Hùng ca thực sự muốn chăm sóc Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông há có thể bị bức ép đến mức ném lại đất tổ mà phải tha hương. Hơn nữa ta có hỏi Lưu Tiên Tông, lần đó đi tiêu diệt Thượng Thanh Tông, thực ra người của Lưu Tiên Tông không nhìn thấy Triệu Hùng ca. Kỳ thực, Triệu Hùng ca chưa hề đứng ra, họ chỉ nhìn thấy một con kim mau hống nên bị dọa sợ mà thôi. Lệnh hồ thu xua tay, lời ấy sai rồi, Triệu Hùng ca là người nào? một trong các cao thủ hàng đầu thiên hạ chỉ một lưu tiên tông nào cần triệu hùng ca phải tự mình đứng ra có vật cưới của triệu hùng ca đã đủ rồi mà triệu hùng ca dù sao cũng bị thượng thanh tông trục xuất ông ta không ra mặt cũng hiểu được lão đệ không nói chuyện khác then chốt là đại pháp quán đỉnh ma tông đã truyền công cho ngươi đôn rằng năm đó triệu hùng ca và thánh nữ ma tông mến nhau vì hai phe chính tà không cho phép thánh nữ ma tông chết tu vi triệu hùng ca đột nhiên tăng nhanh như gió bằng sức một người quét ngang mười mấy môn phái báo thù cho thánh nữ ma tông, ông ta như hóa điên liên tục tiêu diệt các cao thủ danh chấn thiên hạ. lúc đó có người nghi ngờ nguyên tu vi triệu hùng ca đột nhiên tăng vọt có thể là do thánh nữ ma tông lợi dụng đại pháp quán đỉnh để đổ tu vi toàn thân cho ông ta. bây giờ ngẫm lại có lẽ sự thực chính là như vậy. như hữu đạo không nói gì, hắn không biết nhiều về chuyện triệu hùng ca, hắn từng đọc thượng thanh thập di lục trong đó có không ít chuyện của các tiền bối liên quan tới thượng thanh tông nhưng dường như đã xóa đi tin tức liên quan đến Triệu Hùng Ca, ngay cả đôi câu ba lời cũng không có đề cập đến. Thậm chí, ngay cả trong số các đệ tử mà trưởng môn đời trước thu nhận cũng không có tên Triệu Hùng Ca. Triệu Hùng Ca quật khởi giống như sao trổi băng ngang trời đêm, óng ánh lóa mắt. Sau khi liên tục đại chiến vang danh thiên hạ, ông ta lại mau chóng biến mất. Có người nói là ông ta hưởng thọ đầy trăng đã ẩn cư ở yêu ma lĩnh. Giới tu hành hầu như đã không còn tung tích của ông ta, chỉ để lại một đoạn truyền thuyết còn về nguồn gốc của truyền thuyết đó hình như chỉ có người trong cuộc năm đó là rõ ràng nhưng chỉ sợ thực lực của triệu hùng ca dường như cũng không muốn gây phiền toái không muốn nhắc lại đúng rồi lão đệ triệu hùng ca bị trục xuất khỏi thượng thanh tông nhiều năm vì sao phải mang đi di vật của đông quách hạo nhiên ta làm sao biết nhị ca không thể nói lung tung được ta lại không nói người kia là triệu hùng ca là chính huynh đoán mò được 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 là ta đoán mò cho dù không phải ông ta đi nhưng vì sao phải mang theo di vật lẽ nào trong số di vật ấy có thứ gì quan trọng làm gì có thứ nào quan trọng sao để biết không có thứ gì quan trọng ta một thân một mình ở đào hoa nguyên trong di vật của đông quách hạo nhiên có thứ gì ta lại không biết chắc quả là không có gì đặc biệt có di vật gì không ngại nói ta nghe chút ta nghiên cứu giúp đệ trong mắt lệnh hồ thu có một chút khát vọng thiếu chút nữa là hỏi thẳng trong đó có một cái gương đồng hay không nhưng nếu hỏi thẳng như vậy tất nhiên sẽ khiến Nghiêu Hữu Đạo nghi ngờ, cho nên gã chỉ có thể quanh co lòng vòng. Gã cũng hoài nghi Nghiêu Hữu Đạo không biết chiếc gương đồng kia. Nếu có, trước khi đông quách hạo nhiên lâm chung, chắc chắn sẽ không truyền cho Nghiêu Hữu Đạo, khẳng định bảo Nghiêu Hữu Đạo giao cho Thượng Thanh Tông. Nếu chiếc gương đồng kia thật sự đến tay Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông sẽ không để Nghiêu Hữu Đạo sống sót rời đi Thượng Thanh Tông. Khả năng duy nhất là, bao gồm cả Thượng Thanh tông và Ngưu Hữu đạo đều không biết đồ vật đặc biệt đó tồn tại trong số di vật của Đông Quách Hạo Nhiên. Đương nhiên, cũng còn một khả năng, chính là Đông Quách Hạo Nhiên căn bản không có vật kia, là do gã cả nghĩ quá. Vì vậy, gã muốn xác định, nếu như Triệu Hùng ca thật sự mang đi một chiếc gương trong số di vật của Đông Quách Hạo Nhiên, vậy thì rất khả nghi. Gương đồng trong thiên hạ có vô số, theo gã biết, nếu không biết chuyện trong đó, người ngoài không thể nhìn ra cái gương kia có gì đặc biệt. Triệu Hùng ca sao phải mang đi một cái gương đồng bình thường như vậy? Nếu thật sự có, vậy thì khẳng định có vấn đề. Ai biết nhiều hữu đạo hấp ngụm trà, than thở, có gì quan trọng hay không, ta cũng chẳng quan tâm. Nó cũng chẳng phải của ta, nếu thật sự có đồ quan trọng mà bị Triệu Hùng ca lấy đi, ta cũng chẳng có năng lực lấy lại từ trong tay ông ta. Còn nói về nó làm gì, không nói nữa cũng được, tránh gây phiền toái. Lại nói tới, cái tông phái lụn bại như Thượng Thanh Tông thì có thể có cái gì quan trọng chương 461, Tổng quản Đại Nội, khó khăn lắm mới sắp xếp được lời nói đến mức này, sao có thể không đề cập tới chứ? Lệnh Hồ Thu bị câu nói kia làm cho khó chịu, y không cam lòng buông tha, tiếp tục truy hỏi, chẳng lẽ đệ không tò mò về thứ đã khiến Triệu Hùng ca để ý sao? Như hữu đạo lắc đầu, bị giam lỏng mấy năm, mùi vị trốn đảo nguyên ấy quả thực là cơn ác mộng với ta, cứ nghĩ tới chuyện cũng là sợ hãi. Nhị ca, ta thật sự không muốn nhớ thêm về chuyện ở trốn đảo nguyên nữa. Hay, cũng không biết bây giờ lão phong sao rồi, chẳng biết đã kịp thời ra tay với thứ đang nằm trong tay thiên ngọc môn hay chưa, bằng không chỉ e lão ấy gặp nguy hiểm. Lệnh hồ thu suýt bị lời nói của ngưu hữu đạo làm cho nghẹn chết, một câu, lão phong, hoàn toàn khiến y khó mà hỏi tiếp được nữa. Đạo lý rất đơn giản, dẫu nói thế nào đi nữa, tốt xấu gì phong ân thái cũng là huynh đệ kết nghĩa của hai người. Không quan tâm đến sự sống chết của huynh đệ kết nghĩa mà lại đi để ý di vật của một người đã chết nhiều năm, điều đó thỏa đáng sao. Y quả thực không biết rằng Nưu Hữu Đạo muốn nhắc nhở mình. "Dọc đường đi." Lệnh Hồ Thu và hắn như hình với bóng đã khiến hắn sinh lòng nghi ngờ, khi ở Vô Biên Các, có người điều lệnh Hồ Thu đi để động thủ với hắn, sau đó cả hai bầu bạn suốt cả đoạn đường đến tận nơi đây, vậy mà người của Hiểu Nguyệt Các gần như chưa hề động thủ với hắn, Hiểu Nguyệt Các có lòng tốt đến thế sao? Một vài chuyện như thế, đối với phần lớn người thì không tính là vấn đề gì, nhưng đối với người như Nưu Hữu Đạo, làm sao hắn có thể không cảnh giác? Kẻ có vấn đề lại bầu bạn với người như Ngưu Hữu Đạo, muốn tránh khỏi việc bị đối phương nhạy bén phát hiện là chuyện không có khả năng. Từ khi bầu bạn đến nay, Ngưu Hữu Đạo đã đoán ra lai lịch của lệnh Hồ Thu khoảng 7, 8 phần. Trước kia hắn chỉ hoài nghi lệnh Hồ Thu nhắm tới mặt gương đồng của Đông Quách Hạo Nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn biết chuyện quan trọng thực sự liên quan đến Đông Quách Hạo Nhiên cũng chỉ có mặt gương đồng này. Ngoại trừ vật ấy, hắn quả thực không nghĩ ra trên người hắn ta còn có vật gì đáng để lệnh Hồ Thu mưu đồ đến thế kết hợp với một vài tin đồn, nhiều hữu đạo sớm hoài nghi mặt gương đồng này có phải là thương kính trong truyền thuyết hay không, xong, lời đồn đãi quả thực không khớp. Thương kính đứng đầu tám thần khí chân quốc trong truyền thuyết, nhưng khi hắn phá giải thì thấy gương đồng này chỉ ghi lại một bộ khí cụ công pháp tu hành mà thôi, dường như chẳng hề khớp với thứ gọi là thần khí. Nếu nó thật sự là thương kính, ắt phải qua tay nhiều người qua hàng mấy năm trước đó mới đúng, chẳng lẽ không ai phá giải được nội dung bên trong sao? Hay nên nói là ngoài hắn ra, chưa có ai phát hiện và sử dụng thương kính. Lệnh hồ thu thật sự nhắm tới thứ này sao? Mãi đến ban nãy, lệnh hồ thu thăm dò mới khiến Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn xác nhận rằng 89 phần 10 là đối phương muốn nhắm tới gương đồng. Đối với những người khác mà nói, khi nhận ra bên cạnh mình có thứ nguy hiểm tồn tại, ước chừng họ sẽ nghĩ cách vùng vẫy thoát khỏi, xong, như Hữu Đạo lại làm trái ngược, hắn muốn giữ lệnh hồ thu lại bên cạnh, muốn nhắc nhở y, không để y bỏ chạy lấy người. Hắn biết rõ, một khi để lệnh hồ thu hiểu rõ tình hình, chắc chắn y sẽ tìm cơ hội hoặc cái cớ nào đó để bỏ chạy lấy người, không chừng còn có khả năng y sẽ giết mình, chẳng phải hiểu nguyệt các rất muốn giết mình sao. Bây giờ làm cho Triệu Hùng ca không rõ đầu đuôi phải tới đây, nếu xác nhận rồi thì không thể tách rời hắn ta, Triệu Hùng ca lại không phải kẻ mà loại thông minh siêu Việt có thể so sánh. Như hữu đạo không tin hiểu nguyệt các dám cản rỡ với Triệu Hùng ca trong tình huống chưa chắc chắn như vậy, mấy cao thủ dưới cơ nguyên anh há có thể dễ chọc đến thế. Cho dù thế lực hiểu nguyệt các khổng lồ thì khi ở trong tình huống chưa xác nhận rõ mục tiêu, hắn đoán bên đó sẽ không dám trực tiếp xuống tay với Triệu Hùng Ca. Hắn cũng không sợ kinh động Triệu Hùng Ca đến đối chất, dù sao từ đầu tới đuôi hắn cũng chưa từng nói, chưa từng thừa nhận là Triệu Hùng Ca. Hiện giờ điều duy nhất làm hắn lo lắng chính là bên cạnh mình không có một ai khác, mọi phương diện ăn xài đều do lệnh hồ thu xử lý. Hắn lo đối phương âm thầm ra tay hạ độc, cái đó lại kìm kẹp mình, bức ép hắn phải nói ra sự thật. Xong, như Hữu Đạo đã sớm thông thả, quen thuộc với cuộc sống liếm máu nơi đầu đao. Từ trước đến nay, cho dù đối mặt, biết rõ lệnh hồ thu có thể cho mình một kích chí mạng, hắn vẫn múa cùng sói, làm việc cùng sói như cũ. Nếu không thật sự thoát khỏi nguy hiểm và trở lại quận Thanh Sơn, hắn sẽ không dễ dàng thả lệnh hồ thu rời khỏi mình. Giống như trước kia hắn từng nói với Hắc Mẫu Đơn rằng, lệnh hồ thu đã lên thuyền của hắn thì đừng hòng dễ dàng xuống thuyền. Trên thực tế, lệnh hồ thu phải theo hắn công khai lộ mặt. Dần dần khiến y bị cuốn vào chuyện của mình, đó cũng là một trong những mục đích mà hắn tuần tự tiến hành. Suốt sáng không ăn được đậu hũ nóng, từ từ sẽ tới, cuối cùng sẽ có một ngày hắn khiến lệnh hồ thu không tài nào kiềm chế được. Lệnh hồ thu ấp a ấp úng, lão phong cũng không phải kẻ ngốc. Nói thì cũng đã nói rõ ràng với huynh ấy rồi, ắt huynh ấy biết phải làm thế nào, hẳn là không có nguy hiểm gì lớn đâu. Miệng thì nói cho xong, nhưng trong đầu y còn đang suy nghĩ làm sao để đáp lời trôi chảy. Nhưng đúng vào lúc này, hồng tụ bỗng bước nhanh tới dâng lệnh bài trong tay lên và bẩm báo đạo gia tổng quản đại nội bộ tầm đến tìm đang ở ngoài cửa và muốn gặp ngài bộ tầm lệnh hồ thu kinh ngạc nhanh chóng đưa tay cầm lấy lệnh bài và xem xét nghiêu hữu đạo hoài nghi tổng quản đại nội tổng quản đại nội nào lệnh hồ thu lật xem lệnh bài rồi trầm giọng nói đại thái giám bên cạnh tề hoàng hảo vân đồ quản lý tất cả mọi thứ trong hoàng cung đại nội có thể nói hắn chính là quản gia của Hạo vân đồ Đồng thời là tâm phúc được Hạo Vân đồ tín nhiệm nhất. Tục truyền rằng, hắn là kẻ chỉ huy tổ chức gián điệp lớn nhất đế quốc, mặc dù không nắm quyền to về chính trị và quân sự, nhưng quyền thế tuyệt đối không nhỏ. Đồn rằng hắn đồng thời là tu sĩ, không ai biết được tu vi của hắn sâu cạn đến đâu, những người biết rõ điều đó đều chết cả rồi. Nghiêu Hữu đạo hơi kinh ngạc, hỏi Hồng Tụ, chắc chắn là hắn sao? Không phải ai giả mạo chứ? Hồng Tụ nói, người này sống sâu bên trong đại nội, ta chưa từng gặp hắn nhưng bùi tam nương đi theo bên cạnh ta nhìn ra bùi tam nương rất cung kính với hắn lệnh hồ thu đưa lệnh bài trên tay cho nghiêu hữu đạo ta chưa từng thấy loại lệnh bài này chẳng biết có chứng minh được thân phận của hắn hay không nhưng lệnh bài được chế tác tinh xảo cực kỳ khéo léo rất khó giả mạo hơn nữa không thể bắt trước mà làm ra trong thời gian ngắn nghiêu hữu đạo nhận lấy lệnh bài rồi quan sát khí thế phi phàm này hẳn là cho dù tài năng bắt trước cao siêu đến đâu muốn mô phỏng được thần vận lẫn khí thế của lệnh bài này quả thực vô cùng khó khăn không nói những cái khác nhìn con rồng cưỡi mây đạp gió trên lệnh bài kia cặp mắt nó cứ như vật sống vậy dẫu nhìn từ góc độ nào hình như nó cũng nhìn chằm chằm ngươi với vẻ nguy hiểm gây cho người ta cảm giác áp bức kinh sợ xong hắn vẫn có chút nghi hoặc bộ tầm đường đường là tổng quản đại nội của tề quốc mà lại tự mình đến cửa gặp ta có dụng ý gì không tụ sen vào một câu không phải tới tìm ra tính sổ chứ ạ à? lệnh hồ thu bật cười nói muốn tìm chúng ta tính sổ mà lại dùng cách đích thân tới đây à đi thôi, đi đón hắn một chút nào. Nghiêu Hữu đạo đứng dậy vẫy tay, muốn nhìn xem rốt cuộc trong hồ lô đối phương chứa gì, như lệnh hồ thu đã nói, muốn đối phó hắn thì không cần tổng quản đại nội bộ tầm phải đích thân tới, tự mình ra tay đâu. chương 462, Người nước Yến Trên đường đi, Hồng Tụ thấy trong mắt lệnh hồ thu có ý trách cứ thì âm thầm kinh ngạc, không biết mình đã làm sai điều gì. Thật ra Hồng Tụ chưa hề làm sai gì cả, chẳng qua nàng ta chạy tới thông báo vào lúc này đây, làm hỏng chuyện của lệnh hồ thu, Khó khăn lắm mới tìm được chủ đề để mở miệng, nhưng khi hỏi tới thời khắc mấu chốt thì bị quấy nhiễu ngay, nếu quay ngược lại tiếp tục chủ đề ấy thì sẽ có vẻ quá đột ngột, dễ khiến Nưu Hữu đạo nảy sinh nghi ngờ. Nhưng cũng không còn cách nào, Bộ Tầm tự mình tới đây, chẳng lẽ còn có thể để ngươi từ từ tán gẫu đến khi hiểu rõ sự việc rồi mới chịu gặp người ta hay sao? Nhóm người đi đến ngoài cửa chính, chỉ thấy một chiếc xe ngựa rất bình thường đang ngừng ở đấy, song ở hai đầu ngõ nhỏ rõ ràng có người đề phòng, cửa ngõ đã được người ta bảo vệ không để kẻ bên ngoài nhìn trộm tình hình bên trong ngõ nhỏ. Bùi tỷ, như hữu đạo vừa nói vừa chắp tay chào bùi tam nương một tiếng. Hắn chưa kịp nói câu thứ hai thì tấm màn xe ngựa đã được vén lên, bộ tầm chui ra, xuống xe, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi, ngươi chính là như hữu đạo à? Bùi tam nương ra hiệu với như hữu đạo một chút, tỏ vẻ vị này là chính chủ. Như hữu đạo cũng nhanh chóng nhìn khuôn mặt mỉm cười của vị này, trong nụ cười che giấu sự cao quý cẩn thận, thân thể hơi béo, là một lão già tóc bạc mặc y phục giản đơn. Hắn chắp tay nói, chính là tại hạ, như hiếu đạo gặp qua đại tổng quản. Quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bộ tầm hơi lộ vẻ tán thưởng, ông ta vuốt cầm khen ngợi, kế đó không đợi chủ nhân cho phép, ông ta trực tiếp xoay người cất bước lên bậc thềm, mang theo khí thế khác hẳn. Mấy người xung quanh lập tức đi trước, tiến vào cửa lớn trạch viện để mở đường. Người mở đường dẫn bộ tầm đến sảnh chính, ngược lại đã giảm bớt tâm tư của Ngưu Hữu Đạo hắn không thể gặp khách trong viện đầy bùn đất kia, bằng không chẳng phải sẽ lộ ra chuyện đào đất sao? vừa vào sảnh chính, hộ vệ đã lập tức ra tay ngăn cản đám người lệnh hồ thu và hồng tụ, chỉ để bộ tầm và nhiêu hữu đạo đi vào. không chỉ ngăn lại, họ còn đuổi đám người lệnh hồ thu ra xa một chút, đuổi ra ngoài sân chờ. ngay cả bùi tam nương cũng không được phép tới gần sảnh chính. hình như nàng ta cũng không bực bội, ngoan ngoãn tuân lệnh. nhiêu hữu đạo ở trong sảnh, quay đầu ra xem tình hình bên ngoài. Bộ tầm thong thả đi qua đi lại, thưởng thức cách bày biện trong đại sảnh rồi đi tới ghế chủ vị, vung tay áo quét qua ghế một chút rồi mới xoay người ngồi xuống, sau đó đưa tay ra hiệu với Nghiêu Hữu Đạo, không cần khách khí, người cũng ngồi đi. Ngôn hành cử chỉ này giống như ông ta mới là địa chủ vậy. Nghiêu Hữu Đạo nghe lời ngồi xuống, hỏi, không biết đại tổng quản đích thân đến đây có gì dặn dò ạ? À? Bộ tầm quan sát hắn một chút rồi hỏi, nghe nói khi người đối mặt với việc côn lâm thụ khiêu khích thì đê tiện như tiểu nhân, tại sao khi ngươi nhìn thấy ta, ngược lại chẳng hề kiêu ngạo xiểm nịnh, người thấy nô tài trong cung như ta không bằng đệ tử danh môn đó sao? Nghiêu hữu đạo, cái gọi con cháu danh môn, chẳng qua chỉ tốt mã rẻ cùi, là bọn tiểu nhân cuồng vọng ương ngạnh. Đối với loại tiểu nhân ra vẻ quân tử, tiểu nhân thấy không hiểu, đành phải dùng lễ tiểu nhân để đối đãi. Đại tổng quản là quân tử, đồng thời là người hiểu chuyện, đương nhiên phải đường đường chính chính dùng lễ quân tử đối đãi, không cần phải hư tình giả ý. Hay cho câu không cần phải hư tình giả ý, có thể nói thật như vậy xem ra dung bình quận vương có thể phái ngươi tới không phải là không có nguyên nhân bộ tầm nở nụ cười nói với vẻ hơi tiếc hận quả thực là mầm cây tốt ta vẫn luôn muốn tìm một đồ đệ giỏi để kế thừa không biết ngươi có hứng thú chăng thứ ta có thể cho ngươi thương chiêu tông không thể cho nổi kế thừa ngươi nghiêu hữu đạo hơi đổ mồ hôi suýt nữa đã nổi ra gà hắn trả lời ta không thể không chịu nổi sự ràng buộc ấy tuy nhiên ta có người thích hợp để đề cử với đại tổng quản nhưng không biết đại tổng quản có chào đón hắn hay không bộ tầm có vẻ hứng thú với lời đề nghị của hắn ồ có thể khiến ngươi xem trọng không biết là ai vậy nhỉ không ngại nói ta nghe một chút nghiêu hữu đạo nước yến bắc châu con trai của thiệu đăng vân thiệu bình ba cho dù bộ tầm ung um dung hờ hững đến đâu cũng không kìm được mà sửng sốt ông ta chẳng thể nào ngờ nghiêu hữu đạo lại đột nhiên kéo thiệu bình ba vào điều đó quả thực vượt xa dự kiến của ông ta sau khi phản ứng kịp bộ tầm cười nhạt nói bắc châu nước yến không phải Bắc Châu thuộc về nước Hàn sao? Ha ha, Dung Bình quận vương đã nhận định Bắc Châu thuộc về nước Yến, ta nói theo ngài ấy nên quen rồi. Như Hữu đạo không hề phân tranh cao thấp với bộ tầm về quốc sự, hắn hóa giải một cách xảo diệu, tiện thể quay lại chuyện chính, mấu chốt là tên Tiệu Bình ba ấy thông tuệ, làm đồ đệ của đại tổng quản quả là thích hợp hơn ai hết. Bộ tầm mỉm cười, nói, vua Bắc Châu, vua Bắc Châu, có người đồn rằng ngươi tung tin Việt ấy ra, bây giờ ta thấy hơi tin rồi. Hiện tại, Thiệu Bình Ba là trụ cột của Bắc Châu, lại còn thông tuệ, sao có thể chạy tới nước tề làm đồ đệ của ta được. Cho dù hắn đồng ý, chỉ e Đại Thiện Sơn không chịu đâu. Nghiêu hiểu đạo, chỉ cần đại tổng quản cho Bắc Châu lợi lộc, đủ để dụ Thiệu Bình Ba đến kinh đô nước tề thì tới lúc đó, có đồng ý hay không chẳng phải do họ quyết đâu. Nếu để Thiệu Bình Ba biết vị này, NSD, đi đến đâu cũng nhớ thương hắn ta, lại còn bàn chuyện biến hắn ta thành thái giám, không biết hắn ta sẽ có cảm tưởng thế nào bộ tầm người quả là suy nghĩ giúp hắn song ta lại chướng mắt tên đó người được ta truyền dạy phải làm nhiều chuyện vặt vãnh lại còn mệt nhọc cần phải có khí lực cường tráng không được mắc bệnh khiến công việc bị trì hoãn hắn không phải tu sĩ không được thì ra là thế điều này quả là đáng tiếc Như hữu đạo lắc đầu thổn thức một câu xác nhận rằng bộ tầm quả nhiên là tu sĩ bộ tầm không rảnh để nói mò từng câu với hắn ông ta hỏi đến chuyện chính sự không biết dung bình quận vương bảo ngươi đến đây để làm gì nghiêu hữu đạo cũng rút lại ý định nói mò trả lời không dối gì đại tổng quản ta đến đây vì ngựa chiến trong lòng hắn hiểu rõ đối với người như bộ tầm thì những chuyện thế này không nhất thiết phải nói mò không thể gạt được đối phương người ta đã nhắc tới chuyện thương chiêu tông phái hắn đến đây chẳng lẽ lại không biết hắn muốn làm gì sao bộ tầm không nói nhiều lấy một tấm lệnh bài trong tay áo ra rồi ném tới lại là một tấm lệnh bài sao nghiêu hữu đạo chụp lấy mà hơi run sợ tấm lệnh bài này rõ ràng không có khí thế bằng tấm in hình rồng trước đó, một mặt được khắc hình ngựa, một mặt có khắc chư tư. Hắn thấy khó hiểu, hơi lo lắng đề phòng, không lẽ vị này thật sự muốn cưỡng ép hắn vào cung làm thái giám. Hắn hỏi dò, đại tổng quản, đây là ý gì? Bộ tâm, dựa vào tấm lệnh bài này, ở bất kỳ thời điểm nào cũng có thể vận chuyển một vạn con ngựa chiến ra khỏi bất cứ cửa ải nào thuộc nước tề. Thương chiêu tông đóng ở hai quận, một vạn con ngựa chiến là đủ. Ra khỏi nước tề rồi, về phần ngươi trở đi như thế nào đó là chuyện của ngươi như hữu đạo ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ hoàn toàn không hiểu nổi đại tổng quản đưa lệnh bài này cho ta liệu rằng có điều kiện gì không bộ tầm nói không có điều kiện gì đây cũng không phải là ta đưa mà là bệ hạ đưa cho ngươi bệ hạ đưa cho ta ư như hữu đạo vô cùng kinh ngạc theo hắn thấy hạo vân đồ không giết mình là may rồi sao có thể giao ngựa chiến cho mình bộ tầm đột nhiên đổi giọng khá nghiêm túc ông ta gần từng tiếng một, có lý có cứ căn cứ từng bước thận trọng, muốn dứt là dứt, tuyệt đối không dây dưa rong dài, co được giãn được mới là trang hảo hán, mới là đại trưởng phu. Người này tuổi còn nhỏ mà đã độ lượng khoan dung như thế, lại có năng lực, nếu như vượt qua được trùng trùng cửa ải, mai này tất sẽ là nhân vật có tiếng. Quả nhân xem trọng hắn, không phải hắn cần ngựa chiến sao. Quả nhân cho hắn, chương 463, Người nước Yến hai Ông ta lặp lại y đúc lời của Hảo Vân Đồ, nhưng hơi giản lược, đổi thèm muốn hắn thành xem trọng hắn, ông ta sẽ không để lời nói của Hạo Vân Đồ trở nên khó nghe trước mặt người ngoài. Nghiêu hữu đạo nghe mà chố mắt, người dám tự xưng quả nhân thì có thể là ai được nữa. Hắn nghi ngờ, đây là lời nói của bệ hạ sao. Bộ tầm lại đổi về giọng điệu của mình, vuốt cầm và nói, lời nói nguyên bản của bệ hạ. Sau khi biết người đánh bại côn lâm thụ, ấn tượng của bệ hạ về ngươi thay đổi rất nhiều, ngài còn tán thưởng ngươi lệnh bài này là chút tấm lòng mà bệ hạ ban cho đấy. Như hữu đạo không biết ông ta nói thật hay giả, hắn lật xem lệnh bài trên tay, cảm thấy buồn cười. Nếu đây là sự thật thì cả hai kiếp của hắn vẫn được người ở đẳng cấp như hoàng đế xem trọng. Đoán chừng cũng không thể là giả, không ai nhất thiết lấy chuyện này ra đùa với hắn. Thấy hắn không nói chuyện, bộ tầm nói, bệ hạ nhật lý vạn kỳ, một một nhật lý vạn kỳ, thành ngữ hình dung công việc chăm chỉ đến cực điểm, vốn chỉ hoàng đế xử lý chính vụ rắc rối mỗi ngày nhìn chung ngài rất ít khi để ý người ngoài, cho nên trong thiên hạ, người lọt vào mắt thánh của ngài không nhiều lắm, người sẽ không từ chối chứ. Nghiêu hữu đạo, ta không có lý do gì để từ chối ý tốt của bệ hạ cả. Được, hôm nay xem như ta và ngươi quen biết, sau này có chuyện gì thì cứ tìm ta, thậm chí có thể đến thẳng hoàng cung tìm hộ vệ canh gác ngoài cửa để nhờ họ thông báo thay. Lão nô đầy việc vặt quấn thân nên không tiếp tục quấy rầy ngươi nữa. Bộ tầm nói xong rồi đứng dậy, nghiêu hữu đạo lập tức đứng dậy đưa tiến. Chưa đi được mấy bước, bộ tầm bỗng ngoác ngoác lệnh bài trên tay Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo không hiểu lắm, đưa trả lại cho ông ta, cười khổ, không phải giao cho ta sao. Bộ tầm nói, lát nữa sẽ có người đưa lệnh bài tới cho ngươi. Ngươi là người nước Yến, tại kinh đô nước Tề còn một vị nữa cũng là người nước Yến. Vị này rời khỏi quê nhà mấy năm, chưa từng trở về, luôn luôn tưởng nhớ cố quốc, nghe nói có người cùng quê nhà đến đây nên muốn gặp ngươi một chút, ngươi không ngại chứ. Người nước Yên ở kinh đô nước Tề, không phải một nghìn thì cũng khoảng 800 người, có thể khiến bộ tầm đề cập tới chắc chắn không phải kẻ bình thường. Nhiều hữu đạo tất không kìm được mà hỏi, là ai thế? Bộ tầm hơi dơ cao lệnh bài trong tay, đợi lát nữa sẽ có người cầm theo lệnh bài đến cửa thăm hỏi, tới lúc đó ngươi sẽ biết được là loại người nào. Bên phía thiên hỏa giáo, ngươi không cần phải lo, ngoài kia còn có đệ tử thiên hỏa giáo, bên đó sẽ sớm biết chuyện ta tới đây. Biết ta tới gặp ngươi, thiên hỏa giáo vốn nể mặt ta nên sẽ không dễ dàng động vào ngươi đâu đa tạ đại tổng quản giải vây. Ngoài ra vị huynh đệ kết nghĩa của người đang ở bên ngoài kia, hành vi của hắn ta thường rất kỳ lạ, không phải hành vi bình thường của một tu sĩ, chẳng phải phường gian trá cũng là kẻ trộm cắp, chưa hẳn là người cùng đường với ngươi, tự ngươi phải để ý cho kỹ vào. Trước khi đi còn nhắc nhở như vậy, xem như bộ tầm có ý tốt với Nhiêu Hữu Đạo. Trong lòng Nhiêu Hữu Đạo rất cảm động, rất nhiều người trong giới tu hành không rõ chân tướng, vị này ở sâu trong hoàng cung đại nội mà lòng lại như tấm gương sáng, chẳng biết có phải là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê không nữa. Có rất nhiều tu sĩ tự cho mình là kẻ cao cao tại thượng, không để người bình thường vào mắt, chẳng biết ai hồ đồ hơn ai. Xong, ngoài mặt Nghiêu Hữu Đạo lại tỏ vẻ không đồng ý với những lời ấy. Thấy hắn như thế, bộ tầm cũng không nói thêm gì nữa. Ông ta thả tay xuống, ống tay áo che đi lệnh bài trong tay, bước ra khỏi cửa. Nghiêu Hữu Đạo đi theo hết đoạn đường, tự mình tiễn người ta đến cửa lớn. Trước khi lên xe ngựa, Bộ tầm bỗng dừng bước, xoay người lại và nhìn Ngưu Hữu Đạo một cái thật sâu, người còn dám chạy về kinh thành, điều đó thật sự khiến ta bất ngờ, lá gan của ngươi đúng là lớn. Dứt lời, không để Ngưu Hữu Đạo giải thích câu nào, ông ta xoay người leo lên, chui vào trong xe ngựa, buông màn xuống, che khuất thân hình. Bùi Tam Nương cũng nhìn Ngưu Hữu Đạo một cái thật sâu, trong đầu nàng ta vẫn còn cảnh tượng hắn đã thương côn lâm thụ, bộ tầm tự mình đến tìm hắn cũng khiến nàng ta cảm thấy khó hiểu. Xe ngựa vừa chạy, đám người như hữu đạo và lệnh hồ thu đồng loạt chắp tay đưa tiến. Thấy xe ngựa đã biến mất ngoài cửa ngõ, người phòng bị trong ngõ cũng biến mất, đám người mới quay về viện trạch. Không có người ngoài, lệnh hồ thu lập tức hỏi, lão đệ, chuyện gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Nghiêu hữu đạo không nhanh không chậm, đi vào bên trong. Bộ tầm đó, lệnh hồ thu tỏ vẻ nghi vấn, hắn chạy tới tìm đệ, ắt không vô duyên vô cớ, hắn tìm đệ có chuyện gì thế? Nghiêu hữu đạo thì vừa rồi nói chuyện đó lệnh hồ thu vừa rồi nói chuyện vừa rồi nói chuyện gì nghiêu hữu đạo không phải trước khi lên xe hắn có nói sao hắn tò mò tại sao đệ chạy về kinh thành nên hỏi một chút lệnh hồ thu hoảng hốt sợ hãi chỉ vì chuyện đó à không thể nào đường đường là đại tổng quản mà lại tự mình tới tìm đệ chỉ vì chuyện ấy thôi sao trước chuyện nhỏ đó còn khiến hắn tự mình tới hỏi ư bảo bùi tam nương tới hỏi một câu không phải sẽ xong ngay sao nghiêu hữu đạo thuận miệng đáp cho có lệ để cũng cảm thấy lạ lệnh hồ thu không nói gì nghiêu hữu đạo không quay lại viện mà trước đó phong ân thái từng ở hắn quay về viện chính ở trong ấy mà suy tư bồi hồi bỏ qua việc chạy trốn bộ tầm tự mình tới đây người ta nói chuyện làm việc rất có chừng mực không nhất thiết phải giả vờ giả việt với hắn mọi chuyện tựa như đã qua không cần phải trốn chạy nữa nhưng hành vi của vị hoàng đế lại giống như chìm trong sương mù khiến hắn không thể tìm được giới hạn Hắn vốn đã nắm chắc mọi thứ trong tay, chuẩn bị đến lúc người ta không lường trước được thì sẽ lập tức vung nắm đấm trả thù, giấy lên một hồi đại loạn trong kinh thành. Đối phương tới đột ngột như vậy, làm hắn không tìm được mục đích để ra tay, mọi việc ngầm chuẩn bị đều trở nên uổng phí. Hắn không biết là mình thoát được một kiếp hay hoàng đế thoát được một đại loạn. Tóm lại trước mặt vị hoàng đế đó, hắn có cảm giác mình cần phải chuẩn bị đường lui ở mọi nơi. Tiên sinh, bộ tầm tìm hắn át hẳn có chuyện, chắc chắn hắn không nói thật, nhất định đã gạt chúng ta chuyện gì đó. Trong đình, Hồng Phất thấy Nghiêu Hữu Đạo ngồi quanh quẩn trong đình viện nên nói thầm một câu với lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu cũng nhìn ra, nhưng người ta không muốn nói, y có thể làm gì chứ. Ai mà không có chút bí mật của riêng mình, y cũng gạt Nghiêu Hữu Đạo một chuyện, y có thể nói ra sao. Màn đêm buông xuống, trong kinh thành đèn hoa lộng lẫy. Nghiêu Hữu Đạo đứng trên lầu, đắm mình vào trong màn đêm, ngắm kinh thành phồn hoa ở đằng xa hắn đến kinh đô nước tề đã nhiều ngày nhưng vẫn chưa ngắm kỹ nơi đây. Muốn ngắm nhưng vẫn thân bất do so kỷ, đã đi từng bước đến được nơi này, hắn không thể nào tùy tiện phóng túng được. Lệnh hồ thu ngồi dựa vào lan can ở bên cạnh, như hình với bóng. Thỉnh thoảng y đưa tay lên, khẽ trêu chọc mấy con bướm nguyệt đang vần quanh, đôi lúc lại quan sát phản ứng của Ngưu hữu đạo. Hồng tụ chạy nhanh tới, bay thẳng lên lầu, nhanh chóng liếc mắt ra hiệu với lệnh hồ thu rồi hai tay dâng lệnh bài lên Ngưu hữu đạo, đạo ra, bên ngoài có người cầu kiến nói rằng ngài thấy cái này là hiểu mặt khác bùi tam nương đến đây nàng ta đi cùng vài người hình như mấy người đó cũng là mấy người đi theo bộ tầm vào ban ngày bùi tam nương lại tới nữa sao ánh mắt lệnh hồ thu chợt lé lên y đứng dậy tự tay cầm lấy lệnh bài rồi xem lật lên lật xuống lệnh bài này không giống đồ của bộ tầm trong lòng y khẽ nói thầm lại là lệnh bài à như hữu đạo cầm lấy lệnh bài xem thử đây đúng là lệnh bài mà ban ngày bộ tầm đã thu lại và dặn dò chương 464, công chúa nước Yến. Hắn nắm lệnh bài trong tay, thản nhiên nói, mời họ vào. Hồng tụ đi khỏi, như hữu đạo khoanh tay xoay người, không nhanh không chậm xuống lầu. Hắn muốn xem thử rốt cuộc là người nước Yến nào muốn gặp mình. Trong thoáng chốc, đám người kia đã đi vào, tính cả bùi tam nương. Bọn họ vây quanh một người mặc áo khoác phủ kín, nhìn cách ăn mặc và thân hình thì người này hẳn là nữ nhân. Điều đó càng khiến Nghiêu Hiếu Đạo tò mò, nhưng đối phương trùm đầu như vậy, lại còn cúi thấp đi chậm, hắn chỉ có thể trông thấy vị trí từ mũi trở xuống, không thấy rõ mặt. Vẫn quy củ như ban ngày, đám người lệnh hồ thu bị cách ly thật xa, chỉ còn lại như hữu đạo và nữ nhân trùm kín áo. Mời, như hữu đạo làm động tác mời nữ nhân thần bí, đối phương im lặng, chậm chậm bước theo, đi vào sảnh chính với như hữu đạo. Đóng cửa, nữ tử thần bí đi vào phòng khách rồi cúi đầu nói một tiếng. Như hữu đạo ngẩn ra, cô nam quả nữ ở chung một phòng, đóng cửa lại thì thỏa đáng sao. Tuy nhiên hắn vẫn làm theo lời đối phương, đóng cửa lớn của sảnh chính lại. Đóng cửa rồi ư, đám người lệnh hồ thu ở bên ngoài ngó nghiêng rồi nhìn nhau, không rõ tình huống thần thần bí bí này là sao. Như hiểu đạo ở trong phòng cũng không biết nữ tử thần bí là loại người gì, trong một lúc, hắn chẳng biết phải xưng hô với đối phương như thế nào. Nữ tử thần bí từ từ vươn hai tay ra khỏi áo choàng, vén khăn voan rồi chậm rãi kéo về phía sau, để lộ gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn và dáng điệu dịu dàng mềm yếu xem ra tuổi nàng không lớn, hình như còn nhỏ hơn mình, nhưng mặt mày nàng có cảm giác thành thục trước tuổi, hơn nữa còn cả khí chất tôn quý bẩm sinh. Mặc dù nàng rất đẹp, nhưng nhiều hiếu đạo không nhận ra là ai, hắn hỏi với vẻ nghi ngờ cô nương là. Nữ tử thần bí hỏi lại, đại tổng quản không nói cho ngươi biết à. Nhiều hiếu đạo, không có, ông ta chỉ nói có người nước yến muốn gặp ta. Nữ tử thần bí đáp, ta họ thương, tên tuyết. Thương, họ của nước yến, nhiều hiếu đạo lại ngẩn ra, nghĩ tới người có thể khiến đại tổng quản bộ tầm kia đặc biệt giới thiệu, ắt hẳn không phải người bình thường. Hắn hoài nghi, người là hoàng thất nước yên ư, thương tuyết nói, trượng phu của ta là nhị hoàng tử của nước tề hạo hồng, hoàng đế bệ hạ nước yến là cha ta, ta gả đến nước tề được 4 năm rồi. Công chúa nước yến sao, như hữu đạo sửng sốt, con gái của thương kiến hùng, chẳng phải là có quan hệ đường huynh đường muội với thương chiêu tông ư. Hắn nhìn y phục trang sức trên người đối phương, mặc dù nàng rất đẹp, nhưng y phục trang sức ấy lại phỏng theo kiểu quý tộc nơi thảo nguyên. Thương tuyết bồi thêm một câu, sao hả? Cảm thấy ta không giống à? Không có, không có. Tham kiến công chúa điện hạ, như hữu đạo lấy lại tinh thần, nhanh chóng chào hỏi rồi cười nói, ta chỉ cảm thấy công chúa còn trẻ tuổi, không ngờ đã gả đến nước tề được 4 năm. Thương tuyết cười nói, tiên sinh nói quá rồi, ta không còn trẻ nữa, đã 19 tuổi và là mẫu thân của hai đứa bé. Như hữu đạo á khẩu đến mức không trả lời được, mười chín tuổi mà lại không còn trẻ sao mười chín tuổi mà đã sinh hai đứa bé ư nói cách khác mười lăm tuổi nàng đã gả cho người hắn cố hết sức bình tĩnh mới có thể kéo quan niệm dối rắm kia về lại thời đại này thời đại này nữ nhân mười lăm mười sáu tuổi thành thân là chuyện bình thường nữ nhân như thương thục thanh hơn hai mươi tuổi vẫn chưa gả giống như đã thành nữ nhân già thương tuyết tiên sinh định để ta đứng mà nói chuyện mãi sao hả à thất lễ thất lễ rồi mời công chúa ngồi Nghiêu hữu đạo vội vàng đưa tay mời, thương tuyết rời bước tuyết đến vị trí chủ, chậm rãi ngồi xuống, cất tiếng thở dài cảm khái, vũ lịch năm 520, nước Yến và nước Hàn giao chiến, phụ hoàng gả ta đến nước Tề. Thấm thoát đã 4 năm, từ đó đến nay ta chưa từng về lại nước Yến. Đối với cố quốc, cảm giác của ta chỉ có thể giống như đi lạc vào cõi tiên, không biết phụ hoàng và mẫu phi bây giờ ra sao rồi. Dáng vẻ nàng như người trẻ tuổi từng trải, Yến, Hàn giao chiến, Nghiêu hữu đạo hiểu ra, vị này hẳn là công chúa hòa thân năm đó, gả đến nước tề, nghe nói khi ấy Yến Hoàng đã gả vài người con gái đi. Lần này công chúa gặp ta, không biết có gì phân phó. Nghiêu hữu đạo cất tiếng hỏi, thương tuyết, ngươi là người của đường huynh ta nhỉ? Nghe nói đường huynh thương chiêu tông và phụ hoàng đã xảy ra một chút mâu thuẫn. Nghiêu hữu đạo cười ha ha, đây là chuyện nhà của các người, ta không rõ lắm. Át hẳn công chúa và vương gia thân thiết với nhau chứ. Ngụ ý, chuyện nhà các người thì chính các người hiểu rõ, còn tới đây hỏi ta à? Thương tuyết vuốt cầm không thân thiết lắm, phải nói là ta có để ý đến đường huynh, nhưng chưa hẳn đường huynh để ý đến ta. Có nhiều công chúa như vậy, đường huynh không cần thiết để mắt đến từng người, hơn nữa năm đó, đường huynh ở trong quân lâu ngày. Nữ nhân của phụ hoàng rất đông, ta chỉ là con gái của một phi tử, và lại còn là công chúa, chưa hẳn đã so được với con gái của ninh vương thúc thúc tay nắm binh quyền to lớn. Công chúa thì rất nhiều, nhưng Ninh Vương tay nắm binh quyền to lớn lại chỉ có một người con gái, ai nặng ai nhẹ là biết ngay. Nhớ năm đó, mẫu phi thường xuyên cảnh cáo ta, nói rằng phụ hoàng gặp Ninh Vương thúc thúc cũng phải nhượng bộ ba phần. Bà ấy dặn ta, khi gặp huynh muội đường huynh thì không được vô lễ, phải hạ thấp tư thái. Thật ra đâu chỉ có ta, công chúa thứ suốt hễ nhìn thấy đám người đường huynh, chỉ e không ai không dám khách sáo. Trong tay Ninh Vương thúc thúc nắm giữ đội quân hùng mạnh nhất nước yến đấy. Sau này, Ninh Vương lâm nạn, Tên thuộc hạ Thiệu Đăng Vân làm phản khiến nước Hàn tấn công nước Yến, đồng thời làm ta phải gả đến nước Tề. Giống như lời nói của Ninh Vương Thúc Thúc lúc sinh thời, chỉ e vận mệnh của ta lại là một tình cảnh khác. Trong mắt Nghiu Hữu Đạo, từ trước tới nay không có ai hoàn toàn tốt mà cũng chẳng có ai hoàn toàn xấu. Có rất nhiều chuyện, lập trường của mỗi người khác biệt, cách nhìn nhận và lý giải vấn đề đúng sai cũng không giống nhau. Hắn có thể hiểu rằng Yến Hoàng Kiên kỵ đối thủ là đệ đệ tay nắm binh quyền to lớn, ngay cả đường đường là lão bà con gái của hoàng đế cũng phải kẹp đuôi làm người như hữu đạo hiểu được tâm trạng lý giải mọi yêu sầu của yến hoàng nhưng nếu đứng ở lập trường của cha con ninh vương để nhìn nhận hoàng đế hẳn là trong lòng họ vừa buồn vừa giận song nếu đứng tại lập trường cá nhân do mình làm chủ như hữu đạo vẫn giúp thương chiêu tông kể khổ trước khi công chúa xuất giá hình như vương gia đã bị bệ hạ giam vào thiên lão suýt chút nữa đã mất mạng ngộ ý thương chiêu tông còn thảm hại hơn cả người Thương tuyết, đấy đúng là mục đích ta tới đây. Thiên hạ nhao nhao làm loạn, chư quốc tranh bá, vận mệnh của bao nhiêu con người trên thế gian này cũng vì vậy mà lên lên xuống xuống. Mặc kệ kết quả trước kia thế nào, nói đến cùng chúng ta cũng là người một nhà. Phụ hoàng không hy vọng nước yến sụp đổ, chẳng lẽ đường huynh thấy thế lại vui mừng sao? Đều là người một nhà, tại sao phải loạn đến độ người chết để sống để người ngoài chiếm hết chỗ tốt chứ? Chỗ phụ hoàng ta sẽ khuyên người, còn bên đường huynh, hy vọng tiên sinh có thể khuyên huynh ấy nhiều hơn, đừng làm những chuyện, người thân đau nhưng kẻ thù mừng. Hai người nói chuyện rất lâu, mãi đến khi đêm dài kết thúc, thương tuyết đưa tín vật cho Nghiêu Hữu Đạo rồi mới đứng dậy cáo từ. Nghiêu Hữu Đạo tự mình ra cửa tiến người, trước khi đi, Bùi Tam Nương còn nhìn Nghiêu Hữu Đạo bằng ánh mắt chứa đầy ý nghĩa sâu xa, nàng ta không hiểu những sự biến đổi trong đó, trước tiên là bộ tầm tìm tới, sau đó là Vương Phi đến gặp. Tiễn khách xong, quay trở lại phủ, lệnh hồ thu lại như hình với bóng, đuổi theo Nưu Hữu Đạo truy hỏi, người tới đây thần 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 bí bí, rốt cuộc là người phương nào. Chương 465, bị kích động. Nưu Hữu Đạo, Vương phi Thương Tuyết, Lệnh Hồ Thu kinh ngạc nói, phu nhân Thương Tuyết của nhị hoàng tử Hạo Hồng Ư. Quả nhiên nhị ca tin tức linh thông, Nưu Hữu Đạo nở nụ cười, hỏi trước mắt, tình cảnh của vị vương phi này ở nước Tề như thế nào. Lệnh Hồ Thu không để ý nhiều nên không rõ, át hẳn không quá khổ sở, dù sao cũng là con gái của Yến hoàng nước yến là nước lớn một phương thế lực nhà mẹ lớn như vậy hẳn là nước tề không thể ngược đãi tuy nhiên nhị hoàng tử kia lại là người có sức cạnh tranh vị trí thái tử với đại hoàng tử nhất vị trí kế thừa của nước tề chưa được định đoạt để có từng nghe nói đến hoàng thái hậu nước triệu thương ấu lan chưa một khi nhị hoàng tử bước lên vị trí đó không chừng sẽ có ngày nữ nhân kia thương tuyết trở thành hoàng hậu nước tề có khả năng trở thành thương ấu lan thứ hai đấy nghe vậy Như hữu đạo tỏ vẻ đăm chiêu thương tuyết tới bàn chuyện hòa hảo hy vọng thương kiến hùng và thương chiêu tông giảng hòa. Nhờ đó đã khiến Nhiều hữu Đạo hiểu ra dụng ý của việc bộ tầm tới tìm mình, rõ ràng lúc này đây Hạo Vân Đồ không hy vọng nước Yến đại loạn, phòng trừng hắn ta đang thông qua mọi con đường để khống chế tình hình, bằng không đã chẳng tìm tới hẳn. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ thương tuyết tới đây là do ý của Hạo Vân Đồ, không ngờ nàng còn tham gia vào chuyện cạnh tranh vị trí thái tử của nước Tề. Bây giờ xem ra, thương tuyết hết lòng hết sức khuyên bảo như thế, không đơn thuần là hy vọng nước Yên bên kia ổn định, đồng thời nàng cũng tự suy tính cho ích lợi của mình ở nước tề hạo vân đồ không hy vọng nước yến loạn thương tuyết không hy vọng nước yến loạn đương nhiên thương kiến hùng càng không hy vọng nước yến loạn thương chiêu tông càng không hy vọng nhìn thấy cảnh đó song chỉ e có một số việc không phải do thương chiêu tông phỏng chừng đám thủ hạ của hắn ta và cả thiên ngọc môn đều muốn giúp hắn ta đi về phía trước về phần có khiến tôn thất thương ra tương tàn hay không không phải chuyện mà bọn họ để ý tất cả mọi người đều cầu mong lợi ích cho bản thân mình ngay cả việc như hữu đạo mạo hiểm chạy đến đây chuẩn bị ngựa chiến là vì cái gì. Hắn cũng hy vọng như họ, thúc đẩy thương chiêu tông đi về phía trước. Nếu thương chiêu tông dừng lại không tiến, tiểu phú tức an một quận thanh sơn sớm muộn cũng gặp phải tai họa, điều đó cũng là sự uy hiếp to lớn với như hữu đạo. Phải băng qua dòng nước đục này, quận thanh sơn nho nhỏ không thể bảo vệ hắn cả đời, hắn không hy vọng nhìn thấy điều đó. Một tiểu phú tức an, có được một ít thành tích liền dễ dàng thỏa mãn, không muốn phát triển thêm nữa. Thương Chiêu Tông bước lên con đường này cũng thân bất do kỳ. Trong lòng như hữu đạo hiểu rõ, dấu Thương Kiến Hùng bình an vô sự hay không, một khi có điều kiện, Thương Chiêu Tông sớm muộn cũng sẽ công chiếm Nam Châu. Hắn không tin Hảo Vân Đồ không nhìn ra điều đó, song Hảo Vân Đồ lại một tay giao ngựa chiến cho hắn, một tay bảo thương tuyết đến bàn chuyện hòa hảo, chẳng biết y đang làm cái quái gì. Bố cục của hắn hạn chế, hắn vẫn chưa thể suy xét hết mọi tình hình chư quốc, cho nên cảm thấy có chút không hiểu rõ song trải qua một phen này, ánh mắt của hắn đã không tự chủ mà trở nên cao hơn, tâm tư đã bắt đầu tản qua dạo lại giữa các nước. Tuy nhiên đệ khoan hãy nói, vũ triều đã sụp đổ mấy trăm năm, nhưng dưới ánh mắt và lòng dân thiên hạ thì thương thị vẫn còn mơ hồ tồn tại địa vị hoàng tộc, giống như trong những năm tháng loạn thất bát tao không thể thống nhất, mọi người nói tới nói lui vẫn luôn nhắc về vũ lịch. Hơn nữa ai nấy đều biết nữ nhân thương gia có dáng vẻ xinh đẹp, huyết thống thương gia cường đại, quả thực không ai có thể vượt qua. Đương nhiên, muội muội của vương gia là ngoại lệ. Thêm nữa, năm đó nữ nhân thương gia là hậu duệ của người đứng đầu thiên hạ, trong lòng mọi người, bọn họ đã vô tình trở thành nữ tử cao quý nhất, vì thế không ít kẻ muốn cưới nữ nhân thượng thị để được vinh quang về thân phận và địa vị. Lệnh hồ thu bô bô một hồi, cuối cùng cũng hỏi tới chuyện chính, đúng rồi, vị vương phi kia tìm đệ làm gì thế? Cũng không có chuyện gì, nàng rời khỏi nước Yến, đã lâu không về. Nghe nói đệ từ nước Yến tới đây, nàng nhớ nhung cố quốc, với lại vương gia nhà chúng ta là đường huynh của nàng nàng tìm đệ tán gẫu một chút hỏi chuyện nước yến nghiêu hữu đạo liếc y một cái rồi thốt lời cái gì nên nói cái gì không nên nói hắn tự có chừng mực hắn muốn ngắt lời y chọn chỗ mấu chốt quan trọng nhất để ngắt lệnh hồ thu thất thần tại chỗ nhìn theo trong lòng thầm mắng lừa quỷ cũng không tệ đấy đường đường là vương phi đêm khuya tăm tối lại cùng ngươi cô nam quả nữ ở chung một phòng chỉ để tán gẫu thôi hà không tụ bước tới bên cạnh khẽ nói tiên sinh tổng quản đại nội kia rồi tới vương phi này chắc chắn bọn họ mưu đồ bí mật gì đó không thể để người khác biết ôi chao lệnh hồ thu thầm than cũng có thể lý giải xem ra muốn âm mưu lấy được sự tín nhiệm của người này trình độ bấy nhiêu còn chưa đủ đâu hồng tụ tiên sinh thật ra không cần thiết phải phiền phức đến vậy lệnh hồ thu quay đầu lại nhìn nàng ta hỏi có ý gì cặp mắt sáng của hồng tụ nhìn ra xung quanh nàng ta khẽ nói tiên sinh đã hoài nghi hắn có liên quan đến những thứ kia đại khái thì ngài có thể không chế hắn ép hắn nói ra thật sự không cần phải tốn sức hao hơi để ở bên cạnh hắn lông mày lệnh hồ thu khẽ động ép thế nào không tụ bây giờ việc ăn uống của hắn do chúng ta khống chế chúng ta hoàn toàn có thể yên lặng giải quyết cho xong việc này nếu thật sự không được thì xin cấp trên một viên khổ thần đan chỉ cần hắn ăn vào cho dù miệng cứng tới đâu cũng phải thốt ra hết tất cả kế đó chúng ta giết người diệt khẩu đảm bảo thần không biết quỷ không hay lệnh hồ thu bật cười Tự diễu, người cho rằng ta không nghĩ tới à? Trước đó ta từng tìm đến hắn, đồng thời cũng đã chuẩn bị một viên khổ thần đan. Ngay từ đầu, ta đã muốn dùng thứ đó với hắn rồi, nhưng dọc đường đi luôn có kẻ theo sát hắn, bảo vệ hắn, ta hoàn toàn không có cơ hội xuống tay. Khó khăn lắm mới dừng lại ở nơi này, người như hắn cầm tinh phân chó, rước lấy một đống rồi bỏ ta còn chưa nói, thậm chí còn dẫn tới một đống chuyện hư hỏng, sao ta xuống tay được? Hắn không gánh vác, chẳng lẽ muốn ta gánh chịu thay hắn à? Không tụ, bây giờ thì sao ạ? À? Bây giờ những phiền toái mà hắn rước lấy gần như đã kết thúc rồi, bên cạnh hắn không còn những kẻ khác nữa. Triệu Hùng ca đó, lệnh Hồ Thu cất tiếng thở dài, yếu ớt ỉu xìu, tên điên như Triệu Hùng ca dễ chọc đến thế à? Mà tông sau lưng hắn ta cũng chẳng dễ chọc đâu. Nếu người truyền công pháp cho nghiêu Hiếu đạo quả thực là Triệu Hùng ca thì chẳng những truyền công pháp mà còn độ cả tu vi cho hắn đấy, ta không thể không cân nhắc đến độ mạnh yếu trong đó. Bây thì hóa ai cũng ta và hắn là huynh đệ kết nghĩa ai cũng biết đến ta với hắn nếu hắn đột ngột biến mất cuối cùng người ở cùng với hắn là ta sẽ bị nhìn chằm chằm đấy người suy nghĩ cho cẩn thận quan hệ giữa ta với hắn có bị tra xét không quận thanh sơn đều biết cả ta đột ngột đến quận thanh sơn đã lập tức kết bái huynh đệ với hắn cho dù ai nhìn cũng cảm thấy kỳ quái kế đó hắn lại biến mất khỏi ta một cách không rõ ràng nếu triệu hùng ca gây khó dễ thì chuyện không nhỏ đâu những kẻ tinh danh mà không cảnh giác sao không thể bứt dây động dừng được. Chưa nói đến việc Triệu Hùng ca có tính sổ hay không, bây giờ chỉ có quỷ mới biết hắn và bộ tầm đang có mưu đồ bí mật gì. Một khi hắn biến mất, lỡ như thật sự có việc quan trọng, liệu đám người bộ tầm có khống chế chúng ta để làm rõ mọi chuyện không? chương 466, bị kích động 2. Hồng tụ trầm ngâm nói, vậy thì trước mắt không giết hắn, trước tiên cứ cậy miệng hắn ra, sau đó dùng khổ thần đan khống chế, tìm cơ hội thích hợp rồi làm hắn biến mất. Lệnh hồ thu than thở, khống chế cũng phải phân theo kiểu người, chỉ khi là người mới, không có cách nào thì chúng ta mới khống chế được. Hắn chẳng phải quả hồng mềm, không dễ dàng bị khống chế đến vậy, người tưởng hắn là kẻ ăn chay à. Hắn dám vươn đầu liếm máu nơi đầu đau kẻ khác, ác độc đến mức ngay cả côn lâm thụ mà cũng dám giết. Không thể giết hắn diệt khẩu, người nghĩ rằng có thể khống chế hắn sao? Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tìm một đống người để khống chế chúng ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ ép chúng ta giao thuốc giải ra, có thuốc giải thì chúng ta đừng hòng yên ổn, không có thuốc giải thì hắn cũng chết, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta à? Không tụ, khổ thần đan ấy, một khi đã cầm lên thì không thể dùng lung tung. Nếu ai ai cũng có thể lấy khổ thần đan khống chế người khác, chẳng phải tổ chức của chúng ta sẽ xưng bá thiên hạ hay sao? Một khi vận dụng khổ thần đan mà không thể khống chế mục tiêu, thân phận chúng ta sẽ lập tức bại lộ, đến lúc đó, chúng ta có thể trở thành đồ bỏ, đạo lý đó mà ngươi không rõ hay sao? Nghe y phân tích như thế, Hồng tụ hơi ủ rũ, vậy thì phải làm sao đây? Chúng ta cứ phải theo sát hắn như cái đuôi sao? Suốt ngày đi theo hắn mà lo lắng hãi hùng, chưa nói đến chuyện phải gánh chịu sóng gió hiểm nguy cùng hắn, lại còn phải xem hắn như tổ tông để hầu hạ. Ngài thấy đấy, hắn xem tỉ muội bọn ta như kiểu gọi thì đến đuổi thì đi, hơn nữa cứ muốn đánh chú ý lên tỉ muội bọn ta, đấy gọi là gì chứ? Lệnh Hồ Thu, việc này không thể nóng vội, chỉ đành từ từ tính thôi. Đợi trước tiên thăm dò hắn đã xác nhận không có vấn đề gì rồi xuống tay cũng không muộn không tụ hỏi nếu cứ mãi không tiện ra tay thì sao chúng ta chạy theo sát đít hắn hoài như vậy à hay từ từ rồi tính từ từ tính cuối cùng sẽ tìm được cơ hội mà lệnh hồ thu cúi đầu nhìn mặt đất và tự mình thì tào sau đó ngửa mặt lên trời than ngắn thở dài bây giờ y hơi hối hận rồi hối hận rằng không nên chạy tới quận thanh sơn và ngó nó kết nghĩa huynh đệ với hắn bây giờ hắn mềm không mềm cứng chẳng cứng quen không quen, lạ chẳng lạ, ăn không trôi, phun không ra, ép người ta tới nỗi khó chịu. còn chuyện cả hai vừa nói, gọi thì đến đuổi thì đi, chỉ cần Ngưu Hí Đạo ra mặt, quả thực đối với Hồng Tụ, gọi thì đến đuổi thì đi. trước đó Ngưu Hữu Đạo sai Hồng Tụ treo đèn lồng xanh lên ngọn cây, cái đó lại bảo nàng ta vào thành tìm một người, tìm hồi trong thành, tìm trong cảnh tối lửa tắt đèn, tìm một gã đệ tử của Ngũ Lương Sơn, kèm theo tin tức mà Kim Sĩ đưa tới quả nhiên ngũ lương sơn sắp xếp nội gián ở kinh đô nước tề hiện giờ nghiêu hữu đạo muốn điều gã tới bên cạnh mình để sử dụng đồng nghĩa với việc công khai gã không còn cách nào khác bây giờ hắn cần giữ liên lạc với phía công tôn bố đêm dài thăm thẳm gần như yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng chó sủa kim vương phủ phủ đệ của hạo khai trưởng hoàng tử nước tề đèn lồng treo cao trước cửa vương phủ có người mò mẫm từ bên cửa hông và tiến vào một hán tử gầy gò đi sâu vào trong đình viện thẳng đến nội đình, bỗng bị một thái giám đang đợi lệnh ở bên trong cản lại. Ngụy trừ tiên sinh, không phải ta không báo cho ngài biết, vương gia chưa ngủ được một canh giờ, bây giờ quấy giày thật sự không thỏa đáng. Nếu ngài không có việc gì gấp thì đợi sáng mai vương gia dậy rồi nói. Thái giám đợi lệnh kia liên tục chắp tay, mong gã đừng làm hắn ta khó xử. Hán tử cao gầy được gọi là ngụy trừ gã vuốt tròm dâu dê dưới cằm, trầm giọng nói, lúc này đây ta tìm vương gia, đương nhiên là có chuyện quan trọng. Ngươi lập tức đi thông báo, nếu làm trễ chuyện hệ trọng, ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu." Thái giám đợi lệnh cảm thấy khó xử, "Ta có thể hỏi xem là chuyện gì hay không, để ta chuyển lời cho vương gia ấy." "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, ngươi có báo hay không? Ngươi không báo thì ta đi, sau đó nếu vương gia hỏi tội thì ngươi tự mà chịu toàn bộ trách nhiệm." Ngụy Trừ dứt lời, lập tức quay đầu bước đi. Ngụy Tiên Sinh xin dừng bước, Thái giám đợi lệnh vội vã gọi gã lại, "Than thở ta báo được chưa?" cùng lắm thì bị mắng một chút thôi, ngài chờ đi. Hắn ta vẫy tay, ra hiệu cho một người bên cạnh để mắt đến ngụy trừ, còn mình thì xoay người cất bước đi nhanh. Ngụy trừ trần trừ trong nội trạch, gã chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, chờ đợi. Gã là tu sĩ được kim vương phủ nuôi dưỡng, tuy người bảo vệ hoàng thất, chủ yếu là đại khư môn, huyền binh tông và thiên hỏa giáo, nhưng đối với kim vương mà nói, đám người đó đều đứng về phía phụ hoàng. Có một số việc y không thể để ba phái ấy biết nên đặc biệt nuôi dưỡng một ít người dưới cơ để họ cống hiến cho mình, bàn bạc việc riêng với tu sĩ là điều không tránh được. Đợi như vậy một hồi lâu, thái giám đợi lệnh chạy chậm chậm tới, ngụy tiên sinh, vương ra cho mời ngài. Đèn đuốc trong phòng đã sáng lên, hạo khai tóc tai rối bời, y tùy tiện khoác lớp áo choàng, vừa ngồi vừa ngáp, không ngủ ngon, thần sắc mệt mỏi. Ngụy trừ đi vào, thấy vậy liền chắp tay nói, tham kiến vương ra. Đêm hôm khuya khoát còn quấy giày vương ra nghỉ ngơi, thật sự có lỗi. Hạo khai xoa hai tay lên mặt rồi phất tay nói, không sao, giờ này mà ngụy Tiên sinh vội vàng muốn gặp bổn vương, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Nói đi, ngụy Trừ nhìn nhìn xung quanh, Hạo khai hiểu ý, bưng trà lên rót vào miệng để lấy tinh thần, sau đó vẫy tay với đám nô bộc, nhà hoàn ở xung quanh các ngươi đều lui ra đi. Dạ, tất cả hạ nhân xung quanh đồng loạt rời khỏi, lúc này đây... Ngụy Trừ tiến lên và khẽ nói, vương ra, phía nghiêu hữu đạo có tin tức. Hạo khai gần như tỉnh hẳn trong nháy mắt, y trầm giọng nói, đã tra rõ ý đồ của bộ tầm khi ông ta qua bên đó chưa? Đối với một số người mà nói, Hoàng cung đại nội là nơi an toàn nhất, nhưng đối với một vài người, đó cũng là nơi phức tạp nhất. Lợi ích thiên hạ và nơi trọng yếu đan xen lẫn nhau, thay mặt và xử lý quan hệ lợi ích ở khắp nơi, phàm là địa phương liên quan đến lợi ích, tất nhiên đó cũng là nơi tình hình phức tạp, chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt từ trong sáng trong tối cứ nhìn chằm chằm, tuy bộ tầm yên lặng suốt cung nhưng không thể gạt được ánh mắt của vị vương gia này đối với nghiêu hữu đạo y không để hắn vào mắt điều y thực sự để ý chính là vì tổng quản đại nội kia có ảnh hưởng khá lớn đến vị trí thái tử ở một mức độ nào đó hành động của bộ tầm thường đại diện cho ý đồ của hoàng đế muốn tranh đoạt vị trí kia mà không rõ ý đồ của hoàng đế thì rất nguy hiểm do đó hành động bất thường của bộ tầm khiến hắn cực kỳ để ý nên đã sớm sai người khác tìm cách tra rõ ngụy trừ lắc đầu không phải bộ tầm là người của Ngọc Vương Phủ đến tìm Ngưu Hữu Đạo, Vương ra đoán thử xem là ai. Hạo khai chợt cảnh giác, ai? Không phải lão nhị tự mình qua đó chứ? Ngụy Trừ, không phải Ngọc Vương, nhưng cũng chẳng khác gì. Là Ngọc Vương Phi, nàng ta ở chỗ Ngưu Hữu Đạo khoảng đủ một canh giờ rồi rời khỏi. Hạo khai đứng lên, đi qua đi lại, nói với vẻ ngờ vực không rõ, nàng ta là nữ nhân, đường đường là Vương Phi, đêm hôm khuya khoát chạy đi gặp Ngưu Hữu Đạo là có ý gì? Ngụy Trừ, Vương gia, điểm mấu chốt chính là người hộ tống Ngọc Vương phi đi cũng chính là người mà ban ngày hộ tống Bộ Tầm qua đó. Hạo Khai Cả Kinh đột ngột quay đầu lại, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm gã với vẻ khó hiểu rồi trầm giọng nói, đây chắc chắn là ý của phụ hoàng. Ông ấy muốn làm gì? Ngụy Trừ không hé răng, gã không rõ, không thể nói lung tung, song gã có thể hiểu tâm tình của vị này, chắc chắn y đã bị kích động rất lớn. Chương 467, Hồng Nương, bình thường hoàng đế nói gì? Hai huynh đệ đều tranh nhau làm, tranh nhau thể hiện, vừa khổ vừa mệt mà cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ vì muốn làm mọi thứ thật tốt để hoàng đế tán thưởng. Nếu hoàng đế giao việc cho người này mà không giao cho người kia đi làm, trong lòng người kia tất sẽ khó chịu. Gã cũng hiểu rằng, nếu như để người ta biết hết chuyện trong lòng thì dễ nói, chỉ e hoàng đế sai đối phương đi làm chuyện riêng. Đối với hai huynh đệ, chuyện này gần như có ý nghĩa là trong nội tâm hoàng đế thân cận với người nào hơn. Nhất là vị trước mặt gã, thân là hoàng tử trưởng lớn nhỏ có thứ tự, nếu như không giành được vị trí thái tử thì làm sao mà chịu nổi. Loại chuyện như thế này, nếu hạo khai không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ e cuộc sống ngày ngày khó mà an ổn. Ngụy trừ biết bây giờ không thích hợp để thông báo những chuyện như vậy, nếu báo thì chắc chắn sẽ khiến đối phương trần chọc không yên, chẳng thể ngủ ngon, nhưng nếu không báo kịp thời, vị này tất sẽ giận dữ, trách bọn họ làm việc không tốt, bởi vì y rất để ý. Hạo khai quay trở lại chỗ ngồi, khuỷu tay trống trên đùi, cúi thấp đầu, ấp ấp úng, nghĩ cách tra xem bọn chúng muốn làm gì. Giọng nói hạo khai tràn đầy ưu tư không thể nói rõ. Ngụy trừ tỏ vẻ khó xử, nói, vương ra, chỉ e việc này không dễ làm, phía ngọc vương ắt sẽ không để lộ, chỗ bộ tầm thì chúng ta không dám hỏi, hỏi ra chỉ lo bộ tầm sẽ nghĩ ngài đang theo dõi ông ta, gây bất lợi cho ngài. Hơn nữa đi cùng bọn họ là người của ba phái kia, tính tình ba phái thì ngài biết rồi đấy, chúng ta cũng không tiện hỏi hạo khai nói ấp úng vậy ngươi tìm người nào đó liên quan rồi bảo tới hỏi ngưu hữu đạo ngụy trừ chúng ta không rõ tình hình mạo muội tìm hiểu có ổn không ạ à? lỡ hắn báo với bộ tầm ở bên kia thì phải làm sao hạo khai khẽ ngước đầu lên nhìn ngay cả chuyện ấy còn làm không xong ta dùng các ngươi làm gì đây hả đại khư môn huyền binh tông thiên hỏa giáo mà vẫn không bảo vệ nổi sự an toàn của bổn vương sao tự mình nghĩ cách đi ngụy trừ bị những lời của y làm cho xấu hổ nhưng gã cũng ngoan ngoãn nhận lệnh, dạ. Vương ra ngài nghỉ ngơi trước, ta sẽ nghĩ cách ngay. Gã chắp tay cáo từ, lúc xoay người đi tới cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng nói nặng nề của hạo khai truyền từ phía sau đến, dưới tình huống cần thiết thì hãy hỏi như hữu đạo rằng hắn muốn đối nghịch với bổn vương phải không. Sáng sớm, cả kinh thành từ từ tỉnh giấc, khói lên nổi lên khắp bốn phía, bà chủ mỗi nhà bận rộn. Đầu đường đã liên tục xuất hiện người buôn bán nhỏ, một ngày mới bắt đầu, lệnh hồ thu đồng đưa tay áo, Đi tới phòng nghiêu hữu đạo, muốn hỏi xem hôm nay hắn chuẩn bị làm gì Hồng phất vội vã chạy tới cản y, tiên sinh Hồng Nương đến chơi, muốn gặp ngài ạ à. Hồng Nương, lệnh hồ thu hơi sừng sốt Trong giới tu sĩ tại kinh đô nước tề Hồng Nương cũng xem như là người có tiếng tăm Hồng Nương chỉ là biệt hiệu, tên thật của nàng là Quản Phương Nghi Nàng không khác lệnh hồ thu lắm, cũng là người mối lái Bởi vì nàng hay làm chuyện đáp cầu dắt mối trung gian mối lái Nên được người ta gọi là Hồng Nương Mặc dù cùng là người mối lái, nhưng nàng khác với lệnh hồ thu một chút. Lệnh hồ thu dạo quanh thiên hạ, còn nàng cơ bản chỉ biến kinh đô nước tề thành xào huyệt của mình, lăn lộn nhiều năm, am hiểu giao thiệp, mọi thế lực trốn kinh thành đều quen biết nàng. Nơi này là kinh thành thế tục, đương nhiên có quy tắc của thế cục, không thể nào giống trích tinh thành chuyên ngang nhiên mua bán vật tư dùng để tu hành. Nếu thật sự như vậy thì sẽ rối loạn tổng thể, hơn nữa xưa nay tu sĩ không thể mang lượng lớn tài nguyên tu luyện theo bên mình, Bất chợt cần tới thì họ sẽ tìm nàng, lúc nào muốn ra tay cũng có thể tìm đến nàng. Tóm lại nàng có thể giúp khách tìm người muốn mua, cũng có thể hỗ trợ khách tìm người muốn bán, còn nàng thì ở giữa dẫn dắt, làm trung gian giới thiệu. Ở kinh thành nhiều năm, nàng rất có danh dự, đủ để nàng có cuộc sống thoải mái tại nơi này. Việc mua bán kiểu này của nàng, không phải ai cứ bắt đầu là làm được. Mấu chốt là nàng tích lũy nhiều đường quan hệ và danh dự qua nhiều năm, khiến nàng gần như không thể thay thế hầu hết mọi tu sĩ lui tới kinh thành nước tề chỉ cần một mình nàng dẫn dắt, nàng có thể không thoải mái sao. Lệnh hồ thu cũng từng lăn lộn, được xưng là người mối lái có tiếng, hơn nữa là kẻ cùng nghề, làm sao y có thể không biết đến quản phương nghi của kinh đô nước tề. Người xác nhận là nàng tới tìm ta sao? Lệnh hồ thu quay mặt về phía cửa phòng như hữu đạo đóng chặt, hất cầm không phải tìm hắn à. Bởi vì mấy ngày qua, người đến cửa thăm hỏi đều tìm như hữu đạo, gần như không hề tìm y, y cảm thấy chủ tớ ba người toàn chạy việc cho Ngưu Hữu Đạo. Hồng Phất nói một cách lạnh băng, tìm tiên sinh của ngươi, một chỉ đích danh muốn gặp ngài đấy. Một câu trước hình như là câu nói nguyên bản của Hồng Nương. Hồng Phất vĩnh viễn vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, so với vị tỷ tỷ luôn nở nụ cười trên mặt kia thì nhìn tưởng như hai người khác nhau. Câu cuối ám chỉ việc Phất và Tụ là song sinh nhưng nhìn như hai người khác biệt. Nữ nhân này tìm ta làm gì nhỉ? Chẳng lẽ có thứ gì đó mà ta muốn mua sao? tạm thời ta đâu muốn mua gì đâu. Lệnh hồ thu lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu, tuy nhiên y vẫn xoay người cất bước, quản phương nghi được xem như rắn đầu đàn ở đây, nàng đã tìm tới cửa, nể mặt y biết bao nhiêu. Một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài cửa lớn, chủ tớ ra cửa, hồng phất hất cầm về phía chiếc xe, tỏ ý ra hiệu rằng có người đang ngồi bên trong. Màn vài nơi cửa xe được vén lên, một phụ nhân trung niên xinh đẹp từ từ xuất hiện, cười tươi như hoa và vẫy tay với lệnh hồ thu, ý bảo y lên xe, thái độ vô cùng thân thiết khiến người ta vừa nhìn đã thấy gần gũi. Lệnh hồ thu bôn ba bên ngoài nhiều năm, sao có thể bị vẻ ngoài của nữ nhân này mê hoặc được. Trong lòng y hơi cảnh giác, đi đến xe ngựa, vươn tay ra phía trước kéo màn ra, nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mình quản phương nghi ăn mặc lộng lẫy, không thấy ai khác, y mới yên tâm một chút. Xong, y không hề lên xe mà lại thả màn xuống, đi tới trước cửa sổ xe, tự tay vén mảnh cửa sổ nhỏ lên, hỏi người bên trong chuyện gì thế bộp, quản phương nghi giống như liếc mắt đưa tình, vỗ một phát vào tay y, lên xe nói, còn sợ ta ăn ngươi hay sao? Lệnh hồ thu, ta còn có việc, không có thời gian liếc mắt đưa tình với ngươi, nói gì thì nói trước đi. Quản phương nghi, có người muốn gặp ngươi. Lệnh hồ thu nghi ngờ hỏi, ai vậy? Quản phương nghi, hiện tại không tiện tiết lộ, sau khi gặp mặt, ngươi tự khắc hiểu. Ta bảo ta tự mình đến đây một chuyến đón ngươi, chẳng lẽ ngay cả một chút thể diện mà ngươi cũng không cho ta à? Lệnh hồ thu cao mày nói, không phải ta không nể mặt ngươi, muốn gặp ta thì tìm thẳng tới chỗ ta là được. Tin tức về việc ta ở nơi này đã truyền ra rồi, rất khó tìm sao. Ngươi cần gì tới rồi quanh co lòng vòng như vậy. Quản phương nghi, ngươi ngốc quá, không tiện gặp mặt, đương nhiên có nguyên nhân không tiện. Lên xe đi, ta còn có thể phá bỏ bảng hiệu để hại ngươi hay sao? Lệnh hồ thu ngấm lại cũng đúng, đồng thời muốn biết xem rốt cuộc là ai lén lút cần gặp mình, song y vẫn để phòng đường lui, quay đầu lại ra hiệu cho Hồng Phất báo với Hồng Tụ một tiếng, lỡ như mình có chuyện gì lại không biết tại sao gặp chuyện xui xẻo. Thấy thế, Quản Phương Nhi cũng không thúc giục, đồng thời cũng hiểu. Nàng vừa dựa vào cửa sổ vừa nói chuyện phiếm với lệnh hồ thu, lệnh hồ, người đã nhiều năm không tới kinh đô nước tề phải không? Lệnh hồ thu vẫn quan sát xung quanh ngõ nhỏ một hồi rồi cười ha ha, nói ta tới hay không cũng chẳng liên quan hay ảnh hưởng tới việc làm ăn của ngươi. chương 468, nước trong quá át không có cá một. Quản Phương Nghi, ngươi là người được chào đón nhất, ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm, nào có để ý đến kẻ mua bán nhỏ như ta. Coi trọng ta quá rồi, lệnh hồ thu hơi tự diễu một câu, lúc này Hồng Phất trở về, gật đầu, tỏ vẻ xong xuôi. Có thế thì chủ tớ hai người mới lên xe ngựa, ngồi xe rời khỏi. Trong xe ngựa lắc lư, ánh mắt Quản Phương Nghi nhìn khắp người Hồng Phất. Nàng chớp đôi mắt sáng rỡ, cười khanh khách, Hồng Phất muội tử càng ngày càng đẹp, tỉ muội song sinh trái ôm phải ấp, vẫn là lệnh hồ thu hưởng thụ nhỉ không phất mặt không cảm xúc không thèm để ý tới lệnh hồ thu miệng đúng là không có cửa ta thấy người đang nảy sinh ý xuân với nam nhân mà nhỉ quản phương nghi đưa tay áo lên che môi cười khanh khách nam nhân ấy mà đối với nữ nhân chính là thứ tốt ta nói chẳng giả chút nào đâu nhưng thanh danh ta sớm đã thối hoắc rồi không thể trông cậy vào nam nhân đứng đắn được tuy nhiên ta đã nghĩ thông suốt có tiền mà sợ không có nam nhân sao chỉ cần ta vui một ngày thôi là thay đổi ngay người ta còn phải dỗ cho ta hài lòng đấy lệnh hồ thu nghe xong lắc đầu nhìn bộ dạng này của ngươi ngươi thực sự tính toán ở lại trốn kinh thành thế tục này cả đời à quản phương nghi có gì không tốt chứ ta thích sự phồn hoa của nơi này thích nơi sầm uất náo nhiệt thích ăn mặc trang điểm xinh đẹp để người khác thưởng thức một nữ nhân như trốn trong núi thanh thu là có ý gì dẫu có ăn mặc xinh đẹp thì ai thưởng thức ai ngắm chứ năm đó vì thích nơi này phồn hoa nên ta mới định cư kiếm ăn ở đây nếu có thể sống được cả đời ta đây cũng thỏa mãn rồi lệnh hồ thu im lặng khẽ giật đầu ý tưởng này của ngươi cũng không tệ chỉ mong ngươi có thể như vậy mà đi hết cả cuộc đời nhưng thế gian này ào ào hỗn loạn thân ngươi lại ở trong đó ta hy vọng ngươi sẽ không có ngày thân bất do kỷ quả đen gai mắt khi thấy lão nương sống ổn à quản phương nghi giận dữ trợn trắng mắt rồi hỏi lệnh hồ ta nói này sao ngươi lại ở chung với nghiêu hữu đạo kia vậy nghe nói ngươi còn kết nghĩa huynh đệ với hắn Trải qua bao mưa gió tại nơi này, ngươi đang diễn tuồng gì thế hả? Không phất lường lệnh hồ thu, liếc mắt một cái. Trong lòng lệnh hồ thu thầm than, có khổ mà chẳng nói được. Y đành lảng sang chuyện khác, lần này ngươi kiếm được bao nhiêu? Ta phối hợp như vậy, có phải ngươi nên chia cho ta một nửa không? Quản phương nghi, cũng không bao nhiêu tiền, khoảng một trăm tiền vàng. Ngươi so đo như vậy, chia cho ngươi một nửa cũng được. Lệnh hồ thu, ngươi bớt dỡn đi có thể sai người đích thân chạy một chuyến tới đón ta mà trả ít hơn một nghìn tiền vàng thì ta chặt đầu ngay. Quản phương nghi liếc mắt đưa tình, đấm một phát vào y, đừng ồn ào, chút tiền nhỏ ấy của ta mà ngươi cũng không buông tha. Hai người chế nhạo lẫn nhau, mãi đến khi tới bên ngoài một khu vườn thanh tịnh. Không có cổng và sân, chỉ có một khu vườn yên tĩnh, nơi cửa vào được viết ba chữ vườn phù phương. Ngay cửa có lão đầu quét rác, xe ngựa đi vào, trong vườn đầy bóng cây xanh ngắt khắp nơi, hoa cỏ sum xuê, cầu nhỏ nước chảy, khung cảnh đẹp đẽ mà thanh tịnh, tao nhã. Xe ngựa dừng lại, đám người xuống xe, quản phương nghi lắc lư vòng eo mềm mại như rắn nước rồi đi trước dẫn đường, đưa mọi người đến một gian phòng có cửa sổ khép chặt rồi đẩy cửa vào. Trong phòng trống giống chỉ có một chiếc bàn trà, bóng lưng gầy gò sáng rõ đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, tự mình đưa lưng ra bên ngoài và uống trà. Người này chính là ngụy Trừ đang cống hiến cho Kim Vương Phủ. Quản phương nghi tiến lên cười nói, ngụy Tiên Sinh, người đến rồi ngụy trừ nhìn lại vung tay lên một vòng rồi chỉ phía đối diện bàn trà ý bảo lệnh hồ thu đến ngồi lệnh hồ thu không quen gã y chậm rãi đi đến phía đối diện bàn trà rồi hỏi xin hỏi các hạ là ai ngụy trừ lạnh nhạt không nói gì chỉ cầm bình rót trà cho y không hé răng quản phương nghi nở nụ cười xấu hổ giới thiệu ngụy tiên sinh ngụy trừ người của kim vương phủ người của kim vương phủ ư lệnh hồ thu sửng sốt người của kim vương phủ tìm mình làm gì các người từ từ nói ta đây không quấy giày nữa. Quản phương nghi hơi trột dạ, không người, bước nhanh rời khỏi, đồng thời đóng cửa lại. Ngụy trừ rót trà cho lệnh hồ thu xong, gã đưa tay ra, ý muốn mời đối phương dùng trà, nghe đại danh của lệnh hồ huynh đã lâu, hôm nay mạo muội mời huynh đến, mong huynh không lấy làm phiền lòng. Bên ngoài có người của ta canh giữ, những lời mà hôm nay ta nói với huynh, tuyệt đối không có ai dám tiết lộ một chữ ra ngoài. Lệnh hồ huynh cứ nói thoải mái, lệnh hồ thu cầm ly trà lên, chắp tay tạ ơn, hỏi thử, Ngụy Tiên Sinh mời ta tới, không biết có gì chỉ giáo. Ngụy Trừ nói, chưa nói tới chỉ giáo, chỉ muốn biết chút chuyện thôi, mong được lệnh hồ huynh chỉ rõ con đường lầm lạc. Ý nghĩ trong đầu lệnh hồ thu trăm chuyển ngàn xoay, y hỏi có chuyện gì. Ngụy Trừ hỏi, ngày hôm qua, tổng quản đại nội bộ tầm, ngoài ra còn có Ngọc Phương Phi, phải chăng bọn họ đến tìm Ngưu Hữu Đạo? Lệnh hồ thu vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, y im lặng một lát rồi gật đầu, đúng là có chuyện như thế, đại tổng quản đến ban ngày, Vương Phi đến vào buổi tối. Trên mặt Ngụy Trừ nở nụ cười, dường như rất hài lòng về câu trả lời đầy thuyết phục này, gã hỏi họ đã nói những gì với Nhiêu Hữu Đạo. Trong khoảnh khắc, lệnh Hồ Thu dần dần hiểu ra ý đồ của đối phương, có chút hơi lo lắng. Có một số việc, một khi bị cuốn vào, phiền phức sẽ ngập trời, Ngụy Tiên Sinh, ta không biết việc này. Ngụy Trừ nói, lệnh Hồ Huynh, ngươi là người hiểu chuyện, chắc ngươi cũng đã đoán ra được ta đại diện cho ai đến đây. Nếu ngươi tỏ ra không biết mà qua loa, tắc trách với ta, đối với người cũng chẳng có chỗ tốt. Lệnh hồ thu cười khổ, ông ta đương nhiên biết đối phương đại diện cho ai, nếu không cũng sẽ không lo lắng. Người bình thường ai lại đi chú ý vấn đề này, Ngụy tiên sinh, ta không phải qua loa tắc trách, mà ta thật sự không biết. Sắc mặt Ngụy trừ trầm xuống, nếu ta nhớ không lầm, có người nói ngươi và Ngưu Hữu Đạo là huynh đệ kết bái. Lệnh Hồ Thu bất đắc dĩ nói, có chuyện như vậy, nhưng ta thật sự không biết bọn họ nói cái gì. Ngụy Trừ nói, theo ta được biết, bây giờ bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo có ba người các ngươi, lui tới đại khách cũng không thiếu sự có mặt của các ngươi. Ngươi là huynh đệ kết nghĩa của hắn, hắn còn có thể giấu giếm ngươi chuyện gì, còn ngươi thì còn có chuyện gì mà không biết chứ. Huynh đệ kết bái, lệnh hồ thu thật sự có nỗi khổ khó nói. Ông ta biết rõ làm sao có chuyện kết bái đó, nhưng lại không tiện giải thích ra bên ngoài. Chẳng lẽ ông ta lại đi nói mình chỉ giả bộ kết bái mà thôi. Ông ta chưa hề rêu ra ông ta và nghiêu hữu đạo là huynh đệ kết bái, nhưng lại không chịu nổi sự đắc ý của Ngưu Hữu Đạo khi cứ công khai ra bên ngoài. Bây giờ, hầu như người nào cũng biết chuyện này, lệnh hồ thu thở dài, ngụy tiên sinh, không như người đã nghĩ đâu. Nói thật với ngươi, lúc đó ta muốn đến nghe, nhưng hoàn toàn không có cơ hội để nghe. Đại Tổng Quản vừa đến, thuộc hạ của Đại Tổng Quản lập tức phong tỏa khu vực xung quanh, bất cứ người nào cũng không được đến gần, chỉ có Đại Tổng Quản và Ngưu Hữu Đạo ngồi trong phòng nói chuyện riêng với nhau mà thôi buổi tối vương phi đến thăm cũng là như thế thậm chí còn giữ bí mật hơn đầu đội bồng đen ngay cả mặt còn không lộ thậm chí còn đóng cửa nếu không phải sau đó nghiêu hữu đạo nói người đó là ngọc vương phi ta ngay cả người tới là ai cũng không biết ngụy trừ hỏi chẳng lẽ ngươi không tò mò bọn họ nói chuyện gì sao sau đó ngươi không hỏi hắn một câu nào lệnh hồ thu đáp ngụy tiên sinh đoán không sai ta đích thật có hỏi đến nhưng nghiêu hữu đạo không nói cho ta biết hừ ngụy trừ cười diễu ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm lệnh hồ thu phía đối diện, khiến cho lệnh hồ thu cảm thấy không được tự nhiên. chương 469, nước trong quá át không có cá hai. Lệnh hồ thu không thể không giải thích, lời của tại hạ nói là thật, tuyệt không giấu giếm. Ngụy trừ, chẳng lẽ là ta nghe lầm, vừa rồi ai đã nói, nếu không phải nghiêu hiểu đạo nhắc người đến là Ngọc Vương Phi, ngay cả người đến là ai ngươi cũng không biết. Bây giờ ngươi lại nói với ta hắn hoàn toàn chẳng nói gì với ngươi. Lệnh hồ thu, Ngươi cho rằng ta ngu hay là cảm thấy ta dễ đùa bỡn? Ngươi cho rằng ta ngu cũng không sao, nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, có những trò đùa đừng nên làm sẽ chết người đấy. Ở kinh thành nước Tề này, có một số người muốn ngươi không nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai, ngươi nhất định sẽ không nhìn thấy, cũng không cần nghi ngờ về điều này. Lệnh Hồ thu gấp lên, dự định về sau sẽ hỏi thăm người này là ai, tại sao nói chuyện lại phách lối như vậy, coi người của Hiểu Nguyệt Các là ăn chay sao? Nhưng việc này đúng là không tiện giải thích ông ta nói là thật nhưng đối phương lại không tin ông ta còn có thể làm gì vấn đề là việc này ngay cả chính bản thân ông ta ngẫm lại cũng cảm thấy mâu thuẫn nhưng trên thực tế cái tên khốn kiếp nghiêu hữu đạo đã làm như vậy chỉ nói người đến là ai còn vấn đề mấu chốt nhất lại không hé răng nửa lời với ông ta ông ta biết kêu oan với ai đây hơi suy nghĩ một chút lệnh hồ thu trả lời ngụy tiên sinh nghiêu hữu đạo chỉ nói cho ta biết người đến là ai về phần nói chuyện gì ta thật sự không biết hắn giấu rất kỹ, không hề tiết lộ cho ta biết một chữ nào. Càng nghe lệnh hồ thu nói như vậy, ngụy Trừ lại càng muốn biết đó là chuyện bí mật gì, lệnh hồ thu, ta nhắc nhở ngươi một lần nữa, có mấy lời không thể nói lung tung. Khi trở về, nếu ta biết được tình huống không giống như lời ngươi đã nói, ngươi sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Lệnh hồ thu đáp, ta tuyệt không nói dối. Trên thực tế, bản thân ta cũng muốn biết bọn họ nói chuyện gì. Nếu ngụy Tiên sinh không tin, ta có thể dẫn người đến gặp Nghiêu Hiếu Đạo, ngươi có thể tự mình hỏi hắn, ta cũng có thể đối chất trực tiếp, để ngươi biết ta không hề nói dối, như thế nào? Ông ta nhanh chóng thoái thác tai họa này, ông ta chẳng có lý do gì để giúp Nưu Hữu Đạo gánh việc này cả. Có những vụ phân tranh, cuốn vào cũng chẳng phải việc gì tốt. Như đối phương đã nói, sẽ chết người đấy." Ngụy Trừ im lặng, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. "Vì sao ông ta lại không đến gặp Nưu Hữu Đạo? Bởi vì ông ta muốn tận lực tránh tiếp xúc trực tiếp." Nhưng nghĩ lại lời người kia giao phó, còn có tâm trạng không kịp chờ đợi muốn hiểu rõ tình hình, do dự một hồi, ông ta liền buông tách trà xuống, đứng lên nói, đi thôi. Lệnh hồ thu lập tức đứng dậy, đưa tay nói, mời. Không phất vội vàng bước ra mở cửa, ba người rời khỏi viện chưa được bao lâu, quản phương nghi đã xuất hiện, mỉm cười hỏi, hai vị đã nói chuyện xong chưa? Chuẩn bị một chiếc xe ngựa, nhớ phải giữ bí mật. Ngụy trừ dặn dò một câu, khi quản phương nghi đi sắp xếp công việc, lệnh hồ thu bước theo bà ta thấp giọng hỏi ngươi dám hại ta quản phương nghi lường ông ta một cái không phải ta chơi xấu ngươi mà đối phương đã biết bối cảnh của ngươi thế lực sau lưng người ta không phải ta có thể trêu chọc ta còn đang muốn sống ở cái đất kinh thành này không muốn nghe cũng phải nghe người ta tìm được ta ta lại không cách nào từ chối cũng chẳng được lựa chọn với lại người ta muốn tìm ngươi ngươi tránh được sao ta không làm tất sẽ có người làm người muốn tránh cũng tránh không được Huống chi, không phải cũng tốt sao, mà hai người nói chuyện gì, sao có thể biến thành ta chơi xấu ngươi. Lệnh hồ thu cười lạnh, ông ta không tiện tiết lộ nội dung câu chuyện, chỉ có thể nói ta sẽ nhớ kỹ món nợ này. Quản phương nghi đánh vào MU u bàn tay của ông ta một cái, quỷ hẹp hòi, thú vị lắm sao. Được, ta thừa nhận ta có nhận một ngàn kim tệ. Ta chia ngươi một nửa, được không? Tiền của ngươi, ngươi giữ lại nuôi đàn ông đi. Lệnh hồ thu khinh thường nói một câu, sau đó quay người bỏ đi. Một lát sau, một chiếc xe ngựa chạy vào, Ngụy Trừ bao gồm luôn cả đám người lệnh Hồ Thu bước vào trong xe, sau đó rời đi. Hai, quản phương nghi đưa mắt nhìn theo, sau đó thở dài. Bà ta sợ nhất là mấy chuyện bắt cầu dắt mối này, dính đến những người có bối cảnh quyền thế cường đại, không cẩn thận sẽ bị lửa dính vào thân. Nhưng một khi mấy chuyện này tìm đến ngươi, ngươi khó mà từ chối được. Chiếc xe ngựa đi chưa được bao lâu, bà ta cũng vừa quay người rời đi một tiểu nhị trẻ tuổi chạy đến báo, hồng tỷ, có khách đến. Các người tiếp đãi là được, quản phương nghi không hứng thú cho lắm, khoát tay nói. Tiểu nhị đáp, khách nói muốn gặp tỷ, vừa bước lên cây cầu nhỏ, quản phương nghi dừng bước, than một câu, mời đến phòng khách đi. Vâng, tiểu nhị nhanh chóng rời đi, khi khách đến, quản phương nghi cũng vừa bước vào phòng khách, trên mặt nở nụ cười khiến người ta cảm thấy thân thiết. Ánh mắt bà ta sáng rực quét qua ba người đàn ông đang bình tĩnh ngồi trong phòng, cười nói, để ba vị đợi lâu. Sau khi ngồi xuống, bà ta lại hỏi, không biết ba vị khách quý cần ta làm chuyện gì. Người đàn ông dẫn đầu chỉ những người trong phòng, nói, bảo bọn họ tránh mặt một chút đi. Quản phương nghi cười nói, không cần đâu, nếu có việc cũng phải nhờ bọn họ chạy việc, là người có thể tin cậy, các vị cứ yên tâm. Người đàn ông lấy một tấm lệnh bài từ trong tay áo ra, đưa ra trước mặt bà ta, nhắc nhở một câu, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ thấy trên lệnh bài khác một con diều hâu, cặp mắt ưng khiếp người, con người quản phương nghi đột nhiên co rụt lại, trong lòng hơi hồi hộp, là giáo sự đài. Sau khi người đàn ông cho quản phương nghi nhìn thấy rõ lệnh bài, tay vừa thu lại, lệnh bài nhanh chóng biến mất trong tay áo. Quản phương nghi cười gượng, phất tay với mấy người trong phòng, được rồi, nơi này không có chuyện của các ngươi. Mấy tiểu nhị nhìn nhau, sau đó quay người rời đi. Ba người đàn ông đứng lên, quản phương nghi cũng vội đứng lên theo, không biết ba vị đại nhân có dặn dò gì không người đàn ông dẫn đầu bước đến trước mặt bà ta mặt không thay đổi hỏi ngụy trừ đến đây gặp lệnh hồ thu nói chuyện gì vậy quản phương nghi than thầm trong lòng đúng là sợ phiền phức gì phiền phức đó nhanh chóng kéo đến bà ta cười khổ đại nhân ngài làm ta khó xử quá bọn họ ngồi trong phòng riêng nói chuyện bên ngoài còn có người của bọn họ canh giữ ta không cách nào đến gần được nào biết bọn họ nói chuyện gì chứ người đàn ông gần từ chữ hãy nghĩ thông suốt rồi trả lời suy nghĩ thật kỹ Quản Phương nghi đáp: "Đại nhân, ta không có thiên lý nhĩ, ta thật sự không biết bọn họ nói chuyện gì." Người đàn ông vẫn bình tĩnh: "Có phải ngươi muốn ta móc mấy cái ống đồng mà ngươi trôn ra, để người đã từng bàn chuyện bí mật ở chỗ này biết ngươi đã làm chuyện tốt gì, ngươi mới chịu nói?" Sắc mặt Quản Phương nghi tái nhợt, vô cùng hoảng sợ. "Bà ta không biết tại sao đối phương lại biết bí mật này. Việc này ngay cả người bên dưới bà ta cũng không rõ." Người đàn ông tiếp tục nói: "Chúng ta chẳng phải vô duyên vô cớ tìm ngươi?" Người định tiếp tục giấu giếm hay thành thực khai ra. Quản Phương Nhi nuốt nước miếng một cách khó khăn, tại sao các ngươi lại biết? Người đàn ông nói, người hoạt động nhiều năm ở Kinh Thành như vậy, người thật sự cho rằng tất cả mọi người đều bỏ mặc không thèm quan tâm sao. Chúng ta đã sớm điều tra phù phương viên này của ngươi không biết bao nhiêu lần, có chuyện gì bí mật ở đây, chúng ta đều biết rất rõ. Nước trong quá át không có cá, không động đến ngươi là có nguyên nhân. Chúng ta để cho ngươi yên tâm làm ăn, chẳng lẽ ngươi không nên phối hợp với chúng ta hay sao? Gương mặt quản phương nghi hiện lên sự khó xử, ta làm điều này cũng đâu có ác ý gì, cũng chưa từng nghĩ sẽ hại ai, chỉ là ta không muốn trở thành thịt cá cho người ta thích làm gì thì làm. Nếu chẳng may có ngày đó xảy ra, ta còn có thứ gì đó trong tay để tự vệ, xin đại nhân minh giám. Chương 470, gây sự từ việc không đâu. Người đàn ông nói, người kinh doanh, muốn làm gì đó là chuyện của ngươi, không phải là chuyện mà ta cần quan tâm. Bây giờ ta chỉ muốn biết, bọn họ đã nói chuyện gì? thật ra cũng chẳng có chuyện gì, ngụy trừ đến tìm ta, bảo ta mời lệnh hồ thu đến. Ban đầu ta cũng không biết là chuyện gì, về sau nghe bọn họ mật đàm mới biết, ngụy trừ muốn biết hôm qua đại tổng quản và Ngọc Vương Phi đến tìm Nhiêu Hữu Đạo để nói chuyện gì. Quản phương nghi thành thật đem những gì mình biết nói ra. Sau khi hỏi rõ tình huống, ba người đàn ông cũng không ở lại, quay người rời đi. Quản phương nghi đứng thẫn thờ trước cửa, sau đó chậm rãi lui lại, cuối cùng ngồi phịch xuống ghế, gương mặt đau khổ hôm nay bà ta mới biết cái mà bà ta tự cho rằng mình giống như cá gặp nước ở kinh thành đều là giả đã sớm có người nắm chặt mệnh môn của bà ta không động đến bà ta chẳng qua chỉ khinh thường làm chuyện đó mà thôi nhớ lại chuyện cũ bà ta không khỏi dùng mình một cái cũng may có một số việc bà ta không tham gia nếu không chỉ sợ đã chết không có chỗ trôn rồi nghiêu hữu đạo bước từ trong nhà ra đứng dưới mái hiên duỗi lưng một cái cầm kiếm trong tay đầu lắc lư trái phải hoạt động vai và cổ một chút sau đó bước xuống bậc thang, đi đến phòng lệnh hồ thu. Nhị ca, như hữu đạo giống họng gọi lệnh hồ thu, gõ mạnh chuôi kiếm vào cánh cửa một cái. Trong phòng không có tiếng đáp lại, thẩm thu đột nhiên xuất hiện, đạo ra, ông ta ra ngoài rồi. Thẩm thu chính là người ngũ lương sơn phái đến kinh thành, được gọi đến tối hôm qua. Nghiêu hữu đạo quay đầu lại, hoài nghi hỏi, ra ngoài. Thẩm thu đáp vâng, ông ta đã ra ngoài từ sáng sớm. Người có biết đi đâu không? ta không biết, như hữu đạo lại hỏi, đi hết toàn bộ, thẩm thu đáp, hồng tụ vẫn còn đang đứng canh ngoài cửa chính, để một đại mỹ nhân canh cửa, đúng là có chút uổng phí tài năng. như hữu đạo cười ha hả ban đầu hắn còn tưởng đám người lệnh hồ thu bỏ trốn, nhưng hồng tụ vẫn còn ở đây, chứng tỏ bọn họ còn chưa chạy. hắn hỏi tiếp, khi tập hợp tin tức ở kinh thành cho ta, người có tham dự không? thẩm thu đáp, là ta chỉnh sửa lại. như hữu đạo nói, ta thấy trong tin tình báo có nói ở đây có một người tên là Hồng Nương Tu Sĩ, lăn lộn rất khá ở kinh thành nước Tề. Thẩm Thu đáp, vâng, như hữu đạo hỏi, người biết được bao nhiêu về người tên Hồng Nương này. Thẩm Thu đáp, ta chưa từng tiếp xúc, nhưng ta thường xuyên nghe người ở đây nhắc đến. Muốn mua bán thứ gì đều có thể nhờ bà ta tìm người. Uy tín của bà ta cũng không tệ lắm, như hữu đạo gật đầu, quay người rời đi, đến chỗ cô gái đang gác cổng chính. Hồng Tu đang đứng canh cổng lập tức bước ra chào hỏi, đạo gia, ngài muốn ra ngoài sao? nhị ca đã ra ngoài rồi à? Vâng, huynh ấy đi đâu? Hồng tụ làm ra vẻ hồ đồ, ngài ấy không nói cho ta biết. Như Hữu đạo hỏi, người có biết người tên Hồng Nương tu sĩ ở kinh thành này không? Trong lòng Hồng tụ đánh bộp một cái, chẳng lẽ người này biết hướng đi của tiên sinh? Tại sao tin tức của hắn lại linh thông như vậy? Nàng ta giả bộ suy nghĩ, sau đó đáp ta đã từng nghe nói qua người này nhưng không quen lắm. Như Hữu đạo hỏi, khi nào thì nhị ca trở về? Hồng tụ đáp, ta cũng không rõ nữa, ngài ấy không nói với ta. Vừa mới dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Hồng tụ nhanh chóng bước ra cửa, từ cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, sau đó vội vàng mở cửa ra. Lệnh hồ thu bước xuống bậc thang, vừa lúc nhìn thấy Nghiêu Hữu Đạo cầm kiếm đứng ngay cửa, hơi ngạc nhiên một chút.